tâm tuần thiên chương 502, đó chính là bạo minh diễn tước của Khương vọng. Ẩm. Trọng Huyền thắng vỗ mạnh một chưởng xuống mặt đất, đánh nó thành một cái hố sâu, người đã tiến sát phía sau. Chiến giáp được chế tạo đặc biệt trên người mang theo trọng lượng nặng nề, bị hắn ta dùng một tay giật xuống, cả người chỉ còn một kiện áo mỏng, xông lên đài tướng. Tiếp theo đó là thập tứ, y mặc một thân giáp đen cầm theo thanh hắc kiếm quả quyết xông lên theo phía sau là những sĩ tốt của thu sát quân. Tuy rằng bọn họ chỉ còn không đến 2.000 người nhưng chỉ cần chưa chết thì đều dốc sức leo lên đài tướng. Trong trận địa của thu sát quân, từ nơi xa, trọng huyền trữ lương ở trên tướng đài của tề quân đã chú ý tới cảnh này. Ông bất giác lộ ra nụ cười, nói với mọi người xung quanh, nhìn hổ nhi của trọng huyền gia nhà ta đi. Việc quân địch đến được tướng đài trong trận địa của mình là một sự sỉ nhục vô cùng lớn có thể nhìn thấy trên cả chiến trường rộng lớn, vô số binh lính Dương Quốc liều mạng xông về muốn giết chết Tề quân đáng hận, đương nhiên đây là một lựa chọn tồi tệ, nếu như kỹ thừa còn có thể chỉ huy chiến cục thì chuyện này nhất định sẽ không xảy ra. Nhưng cuối cùng nó đã xảy ra rồi. Đương nhiên Tề quân cũng không chịu thua lập tức đuổi theo thẳng tay chém xuống, trong chớp mắt trở thành một trận tàn sát. Một bộ phận Dương quân thì quay người tử chiến, một bộ phận khác lại tiếp tục xông trở về. Chiến cục hoàn toàn hỗn loạn phía dương quân người nào tự chiến theo ý muốn của người nấy có người thì thủ vững trận địa củng cố phòng tuyến có người thì đã giết đỏ cả mắt liều lĩnh phản công có người quay về bảo vệ trung quân cũng có người bắt đầu chạy trốn sau khi dương quân mất đi sự chỉ huy tài giỏi của kỹ thừa sự chênh lệch giữa dương quân và tề quân lập tức hiện lên rất rõ sự chênh lệch này không chỉ nằm ở thực lực không chỉ nằm ở quân kỹ mà là toàn bộ mọi mặt thực sự rất lớn chiến cục đã rơi vào trạng thái không thể vãn hồi sắp sửa sụp đổ mà ở trên tướng đài trong trận địa của dương quân kỹ thừa dùng một tiễn lật tung binh trận của quân dịch nhìn không được mà thở ra hai hơi nặng nhọc cả chiến trường sụp đổ cũng là lúc thế lực và toan tính của chủ soái dương quân như ông ta bắt đầu vỡ vụn ông ta gần như đã dùng toàn bộ sức lực của bản thân để chống đỡ chiến cục và việc tòa thành này sụp đổ cũng tương đương với việc ông ta sẽ là người đầu tiên bị đè nát mức độ va chạm này đã khiến nội phủ của ông ta bị thương. Dẫu sao cường giả ngoại lâu cảnh đệ nhất dương quốc cũng đã già rồi. Những đội thương mà ông ta phải chịu trong suốt một đời chinh chiến này, lại xâm nhập cơ thể một lần nữa sau khi ông ta già đi. Hơn nữa, dù là trọng huyền thắng, khương vọng hay thập tứ cũng chẳng có ai là kẻ yếu. Mà bọn họ còn khống chế sức mạnh quân trận mấy ngàn người tiến đến. Hơn nữa số này còn là thu sát quân việc ông ta có thể đánh lùi họ chỉ bằng một mũi tên đã đủ để chứng minh bảo đao của kỹ thừa vẫn chưa già. Nhưng mà những kẻ đã mất đi binh trận kia lại lao lên một lần nữa không chút do dự, dường như đang tuyên cáo với ông ta vì sao tề quốc lại là cường tề. Không chỉ là một hai thiên tài trẻ tuổi hay vài người dụng binh như thần, mà là sự to lớn của cả đất nước, sự kiên cường của cả thiên hạ. Mà nhân tài dương quốc thì đã từng bước tàn lụi. Toàn bộ kỹ thị của ông ta đã diệt vong, ngay cả người con dâu tái giá cũng vừa chết trước mặt ông ta. Chỉ còn một mình lão tướng là ông ta. Sở dĩ ông ta cố gắng chống đỡ mấy năm nay chưa chết, dù rằng liên tục chịu đựng từng tin dữ, lần lượt nhận lấy từng đã kích. Bởi vì ông ta biết triều đình chỉ còn lại một mình lão tướng này. Dương quốc cần ông ta, ông ta không thể chết. Mắt hổ của lão tướng trợn lên, ông ta lại kéo dây cung bắn ra ba mũi tên cùng một lúc. Một mũi xuyên thủng kiếm quan rực rỡ kia tuy khương vọng đã dùng diễm lưu tỉnh bắn lên nhưng vẫn bị rạch một đường ở thắt lưng hiện lên một vệt máu một mũi tên bắn về phía thân hình mập mạp to lớn như núi sức đẩy mạnh mẽ ngăn cản không gian trước người hiển nhiên là trọng huyền thắng đã dùng toàn bộ sức lực nhưng một mũi tên kia vẫn cứ xuyên qua tất cả mà đâm vào bụng hắn mặc dù mũi tên bị ngăn cản bởi tầng thịt mở dày dặn nên không xuyên qua hoàn toàn nhưng chung quy vẫn cắm vào da thịt chỉ lộ mỗi cái đuôi lông vũ ở bên ngoài cơ thể vẫn còn đang rung lên. Điểm rơi của mũi tên cuối cùng chính là kiếm sĩ đang mặc bộ giáp màu đen kia. Hai tay thập tứ đẩy đại kiếm trắng ngang trước người. Nhưng mũi tên đó đụng vào đại hắc kiếm, lại vẫn tiếp tục xuyên qua đại kiếm rồi sau đó đâm lên hắc giáp của thập tứ. Bịch. Cả người thập tứ bị đánh bay cả chục thước, miệng phun ra máu tươi. Ba mũi tên cùng bắn đều lập công cả ba. Nhưng từng người từng người trong đội thu sát quân Đông đảo đã xông lên chỉ trong chớp mắt đã dàn đầy tướng đài to lớn. Kỷ thừa bay vọt lên kéo mạnh cây cung được trạm khắc tinh xảo, nhưng ông ta không bắn ai cả, mà chỉ bắn một mũi tên xuống đất. Mũi tên rơi xuống đài không thấy đuôi lông vũ nhưng đã cắm sâu vào chỗ đó. Đúng lúc này, một trận sóng xung kích lớn lấy chỗ vừa rơi xuống làm trung tâm mà bạo nổ, toàn bộ nhóm binh sĩ thu sát vừa xông lên tướng đài đều bị đẩy xuống đài. Không thể đếm được có bao nhiêu người chết ngay tại đó. Chíp chíp, chíp chíp. Tướng đài vừa bị một tiễn làm cho trống không, lại bị vô số tiếng kêu của chim diễm tước bao phủ. Đó chính là bạo minh diễm tước của Khương Vọng. Thắt lưng vẫn còn đang chảy máu nhưng hắn đã nhanh chóng phản kích. Đùng đoàn. Kỹ thừa kéo dây cung phát ra một âm thanh nặng trĩu như địa long rung chuyển. Cây cung này chính là là bảo vật gia truyền của thiên hùng kỹ thị, ông ta truyền cho nhi tử, sau đó truyền cho tôn tử, cuối cùng lại về tới tay ông ta. Cung này tên Khâu Sơn Từ cổ người có tài thiện xạ Thấy vạn vật như đồi núi Bách phát bách trúng Cho nên được gọi với cái tên này Dây cung Khâu Sơn phát ra một tiếng vang Khiến cho vô số tiếng diễm tước kêu kia Bị lấp đi trong nháy mắt Đồng thời Từng con diễm tước ở gần trước kỹ thừa đều tự nổ tung Còn bên này Trọng huyền thắng bị một tiễn bắn xuyên vào bụng Nhưng không hề thốt lên một tiếng Hắn ta cầm lấy đuôi tên vẫn còn rung dứt khoát rút ra ướt mũi tên cùng máu thịt vừa rút ra xuống đất. Sau đó thân thể đã lập tức nhảy vọt lên nắm một quyền giữa không trung, lực lực hút mạnh mẽ, truy đuổi, kỹ thừa, kéo ông ta lại về phía trọng huyền thắng. Kỹ thừa vừa mới xua tan bạo minh diễm tức xong lại phải nên đón một quyền này. Ông ta giống như một lão già bất kham, cả người nhảy lên khỏi mặt đất, nương theo, truy đuổi, này nên đón trọng huyền thắng. Ông ta giơ nắm đấm gầy yếu như vỏ khô của mình lên trực tiếp đón lấy nắm đấm to lớn trẻ tuổi của Trọng Huyền Thắng. Nắm đấm có thêm trọng thuật giúp đỡ nảy của Trọng Huyền Thắng đâu chỉ dừng lại ở ngàn cân. Nhưng khi hai quyền vừa chỉ thoáng đụng nhau, Trọng Huyền Thắng lại bị đánh ngược trở lại, khung quyền cũng tan. Một quyền này của kỹ thừa thật sự không phải là không thể đánh bay hắn ta, mà là kỹ thừa cố ý không chế, chỉ đánh tan khung quyền của hắn ta mà không khiến cho hắn ta rời đi tất nhiên là để giết chết hắn ta. Trọng thuật của trọng huyền thắng bị đánh vỡ, khung quyền cũng bị đánh tan. Mà kỹ thừa thì trực tiếp đảo ngược cung khâu sơn lại, lấy dây của nó đi cắt đầu trọng huyền thắng. Khen một tiếng va chạm. Lại là thập tứ trong bộ hát giáp đã đến. Tuy y vừa bị một tiếng đánh bay đi còn đang phun máu, nhưng vẫn không do dự mà xông tới kịp thời cản được. Đại hát kiếm mạnh mẽ đập lên dây cung của kỹ thừa, phát ra tiếng kêu vang dây cung của cung khâu sơn bị ép đến mức chạm vào thân cung. Cánh tay đang nắm lấy cung khâu sơn của kỹ thừa lập tức gầy dây cung. Đại hắc kiếm cùng với bản thân thập tứ bị dây cung bắn bay đi. Kỹ thừa cầm chặt cung khâu sơn, lấy dây cung làm lưỡi đao bay đến cắt cổ họng trọng huyền thắng lần nữa. Nhưng trong lòng ông ta lại khẽ than thở. Bỗng nhiên kiếm quan cực nhanh rơi từ trên trời xuống. Như ánh trăng ánh sao vẫy lên, khiến người khác không có chỗ trốn khương vọng đã lại tới. Cái khiến kỹ thừa thở dài thật sự không phải vận mệnh của chính ông ta, cũng không phải là tạm thời lỡ mất thời cơ giết chết Trọng Huyền thắng, mà là vì những người ở phía tề quân này. Còn trẻ tuổi như vậy mà mạnh mẽ như vậy, lại dũng cảm không sợ chết. Bọn họ đại diện cho tương lai và hy vọng. Mà Dương Quốc thì sao? Chỉ có một lão tướng tóc đã bạc phơ. Dây cung của cung Khâu Sơn không kéo mà tự công Kỹ thừa lấy thân mình làm mũi tên bắn vọt lên, ông ta trực tiếp bỏ qua trọng huyền thắng, ngửa đầu hướng đến chỗ khương vọng, giơ nắm đấm gầy khô lên một lần nữa. Khương vọng ở trên không, tâm niệm vừa động, ngũ khí vượt hội lấy ngũ khí làm thành dây thường nguyên khí kết thành một nút, nhưng chỉ trong chớp mắt ngũ khí đã được vỗ yên. Mà lúc này kỹ thừa đã đụng vào kiếm quang, lập tức xuất quyền ngay trước mặt khương vọng. Nhưng cùng lúc đó, bên trên ông ta có lực đẩy vô cùng mạnh mẽ phía dưới lại có lực hút vô cùng mãnh liệt. Là trọng huyền thắng đã đứng vững, hai tay gian rộng. Xuống đây, với ta. Thân thể đang phi lên cao của kỹ thừa đột nhiên bị thụt xuống nửa thước. Ngay lúc đó, thập tứ lại hung hãn liều chết xong đến một lần nữa. Đại kiếm trong tay quét qua một đường vòng cung dài. Kiếm thuật của y đơn giản, trực tiếp, nhưng chuẩn xác đến chí mạng. Chém ngang thắt lưng của kỹ thừa. Mà Khương Vọng ở trên không trung cũng đã quyết định rất nhanh, một kiếm nhân hải mang mang xuyên qua thiên linh của Kỷ Thừa. Trọng Huyền thắng dồn hết sức lực dùng trọng thuật trói ông ta ngay tại chỗ. Ba mặt bị tướng vây, không còn đường lui. Nhưng ánh mắt của Kỷ Thừa lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh như những sợi tóc bạc bay trong gió của ông ta. Theo gió lên, theo gió xuống. Lão tướng tóc bạc, từng qua bao lần sinh tử. Ba người Trọng Huyền thắng Khương Vọng và Thập Tứ phối hợp ăn ý, tạo thành thế tuyệt sát. Mà kỹ Thừa lại dùng ánh mắt không gợn sóng đối diện với kết cục này. Tuy thế đạo bây giờ có nhiều anh kiệt khiến người ta phải cảm thán, Nhưng lão tướng cũng đã từng là thiếu niên. Sự hăng hái, dũng mãnh không gì cản này, bản thân ông ta cũng từng có. Ba người thiếu niên lúc này đều là cường giả trong đàn long cảnh. Nhất là cậu nhóc mập mạp của trọng huyền gia, một thân chiến lực đó tuyệt đối có thể sánh ngang với nội phủ cảnh bình thường mà kỹ thừa ông thì cứ dần dần già đi dù có vô số vết thương cũ trên thân thể nhưng vẫn phải hao tổn tâm trí trên chiến trường gần như là dựa vào sức lực của bản thân để chỉ huy dương quân ngăn chặn cường binh như thu sát quân tâm thần đều bị thương tổn sau đó lại còn phải một mình đối địch không chỉ lật đổ quân trận thu sát quân mà còn phải liên tục phá vỡ đòn công kích của ba vị thiếu niên anh kiệt này Vậy nên trong lòng ông ta cũng thoáng qua cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng dù sao ông ta cũng là kỹ thừa. Là một cường giả binh đạo ngoại lâu cảnh. Ngoại lâu cảnh chính là đỉnh cao trong ba phẩm trung giai. Như có giải thích ở những chương đầu, chính phẩm từ cửu đến nhất được chia thành ba cảnh giới lớn là sơ giai, trung giai và cao giai. Trung giai bao gồm lục phẩm đằng long cảnh, ngũ phẩm nội phủ cảnh và tứ phẩm ngoại lâu cảnh vậy nên ở đây tác giả mới để câu trên ngoại trong ngoại lâu không chỉ đối lập với nội phủ mà còn là thể ngoại thậm chí là thiên ngoại thế giới tu hành có câu tứ thánh linh trung dựng cao lầu câu nói này là để chỉ cường giả của ngoại lâu cảnh bên trong tỉnh không vô tận thông qua kết nối bí ẩn phóng sức mạnh tới tứ linh tinh vực ngưng tụ tinh quang lâu bốn lầu đó gồm thanh long lâu phía đông bạch hồ lâu phía tây chu tước lâu phía nam và huyền vũ lâu ở phía bắc cũng giống như nội phủ cảnh được gọi là ngũ phủ cảnh, ngoại lâu cảnh được gọi là tứ lâu cảnh. Khó mà diễn tả được những diệu dụng vô tận của bốn tòa tỉnh quan thánh lâu đó chỉ bằng vài từ. Chỉ nói riêng về về tứ linh tinh vực mà ngoại lâu cảnh phóng ra là mỗi trường phái sẽ có những lý giải khác nhau và quy về đạo của từng trường phái. Ví dụ như đạo môn, tuy có ba mạch nhưng lại là ba mạch cùng nguồn. Lấy bốn chữ quy, thành, nhân, sát trong sự uy nghiêm của thanh long lòng trung thành của Chu Tước, sự khoan dung và nhân từ của Huyền Vũ và túc sát của Bạch Hổ. Hoặc những trường phái khác như Nho Gia Lấy, Tính, Đức, Nhân, Sát, Pháp Gia Lấy, Huy, Liệt, Chính, Hình, Thích Gia Lấy, Huy, Đức, Dung, Diệt, Mặt Gia Lấy, Huy, Khiết, Dung, Võ, còn rất nhiều trường phái cũng tương tự như vậy. Đương nhiên đây cũng không phải là quy tắc nhất định, mỗi một trường hợp cụ thể sẽ có sự khác nhau. Chỉ là thông thường muốn cầu đạo nhà nào thì phải tin tưởng và chấp hành nguyên tắc đạo đức của nhà đó. Chí ít thì ngoài mặt là như vậy. Mà nguồn gốc binh gia kỹ thừa tu luyện thì lấy cảnh ở thế, liệt, ngự, sát. Từng chữ đều là chinh phạt. Đương nhiên nhân vật tên kỹ thừa này vào thời kỳ đỉnh cao không phải là nhất lâu, nhị lâu bình thường, mà là cường giả tứ lâu cảnh. Lập nên sự tồn tại của tứ thánh lâu trong tứ linh tinh vực. Đáng tiếc là chưa vào thần lâm, nên khó cầu bất diệt cuối cùng thì ông ta cũng không thể chịu nổi những vết thương cũ cứ hết lần này đến lần khác tàn phá qua bao năm tháng lại còn phải kim thêm lo âu vì chuyện nước thương tâm vì chuyện nhà tâm tự như lửa đốt thân tự như bèo trôi bốn tòa tỉnh quang thánh lâu hiện chỉ còn một lầu có thể sử dụng được chỉ còn một lầu sáng đèn đó chính là bạch hổ thánh lâu binh đạo chủ lạc sát ngay lúc này Khương vọng tung kiếm ở trên cùng thập tứ hai tay nắm đại kiếm ở giữa dưới cùng là trọng thuật trọng huyền thắng đang triển khai toàn bộ trọng thuật lão tướng tóc trắng xóa kỹ thừa liền bị vây ở giữa mà ngay giữa thanh thiên bạch nhật này chợt có một tinh quang lóe lên ở phía tây mái tóc bạc trắng của kỹ thừa phất phơ trong gió bàn tay vốn đã có chút suy yếu cầm chặt cung khâu sơn một lần nữa ầm uhm. trọng thuật không có cách nào khống chế được ông ta vì thế trọng huyền thắng lại chịu trọng thương lần nữa cả người hắn ta lập tức bị lực đẩy đã vỡ ra xuống mặt đất, không ngừng nôn ra máu. Hai tên lính thu sát quân ở gần đó xông lên hợp sức kéo hắn ta ra. Còn những quân sĩ thu sát khác liền nhanh chóng chạy lên bổ sung vào vị trí đó, từng người từng người vọt lên giết kỹ thừa. Sau khi tiếp nhận tỉnh quan của Bạch Hổ Thánh lâu vào thân thể, ông ta chỉ nắm cung liền đánh tan trọng thuật của trọng huyền thắng. Ngay khi ông ta kéo sợi dây trống không, một mũi trường tiễn tỉnh quan trắng mút lóe điện hiện lên. ken Cây cung trực tiếp đụng mạnh vào đại kiếm mà thập tứ dùng hai tay chém ngang đến khiến cho thanh đại kiếm màu đen thoạt nhìn vô cùng nặng, được làm từ chất liệu bất phàm này nứt ra làm đôi. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc, mũi trường tiễn kia vẫn không hề suy yếu chút nào, đụng lên hắc giáp của thập tứ, đập tan luôn hắc giáp có lai lịch phi phàm này. Mũi tên xuyên hơn phân nửa vào người y. Mạnh như thập tứ lại bị một mũi tên đánh bay ra xa, nặng nề ngã xuống đất, nhất thời không biết sống chết ra sao. Sau khi tỉnh Quang Bạch Hổ Thánh lâu nhập vào người, khí thế của kỹ thừa lại càng trở nên khác biệt. Chỉ nắm cung cũng đã thương được trọng huyền thắng, gãy tiễn bằng dây cung trống không, chỉ một tiễn liền khiến cho thập tứ không rõ sống chết. Sau đó, ông ta trực tiếp lấy cung chém ngang, dùng cung làm đao, lấy thân mình làm tâm chém ra một đường vòng cung hình ánh đao, giết chết quân sĩ thu sát đang vọt tới khiến bọn họ ngã xuống như mưa rơi, mảnh vỡ thân thể tán loạn trên đất. Kỹ thừa thuận thế phi lên. Dựng đứng Khâu Sơn cung muốn cắt đứt cổ Khương Vọng. Mọi chuyện nói ra có vẻ dài, nhưng gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một kiếm nhân Hải Mang Mang của Khương Vọng còn chưa rơi xuống thì Trọng Huyền Thắng đã ngã lăn ra đất, thập tứ bị bắn bay, thu sát quân chết thảm, mà Kỷ Thừa thì phản cung cắt đến. Đốt mặt với Kỷ Thừa mang theo uy phong của ngoại lâu mà tới. Sống chết chỉ trong chớp mắt. Giờ phút này, tâm trí Khương Vọng trống rỗng, thậm chí còn không kịp suy xét mọi thủ đoạn ứng phó chỉ hoàn toàn dựa theo bản năng sau ngàn vạn lần tu hành lặp đi lặp lại diễm hoa diễm hoa chỉ hải phượt hổ ngũ khí phượt hổ kiếm chuyển từ nhân hải mang mang sang sơn xuyên hà lưu từ tấn công sang phòng thủ sơn hà đại địa có thể chống cự mạnh nhất diễm hoa chi hải vừa tung ra đã bị dây cung cắt đứt diễm hoa còn chưa kịp tiếp xúc đã tàn lụi phượt hổ ngũ khí phượt hổ liên tiếp vỡ tan giờ phút này cung khâu sơn đã đến gần có muốn cũng không thể tránh được nữa hàng mang lạnh như băng kia gần như đã chạm tới yết hầu của hắn bỗng nhiên từ trong thông thiên cung của khương vọng một hư ảnh ngọn nến màu đen lao ra trong lúc bất ngờ không một ai kịp đề phòng dứt khoát đụng vào trong thân để của lão tướng kỹ thừa là khương yểm tại thời khắc sống chết này để đảm bảo mạng sống chung của gã và khương vọng gã đã trực tiếp điều khiển hư ảnh minh chút màu đen thực hiện một lần va chạm thần hồn trần trụi và trực tiếp nhất với kỹ thừa. Thân hình đang đánh tới của kỹ thừa bỗng dưng khựng lại. Lửa trong thần hồn của lão tướng sớm đã như ngọn nến tàn trong gió, mấy năm nay cũng chỉ là mạnh mẽ chống đỡ, Khương Yểm đã chuẩn xác nắm bắt được lỗ hổng lớn nhất trong người ông ta. Bộc lộ tầm nhìn hơn xa Khương Vọng và đám người trọng huyền thắng một bậc của gã. Như vậy mới có thể dựa vào năng lực thần hồn hiện tại chưa vượt quá Khương Vọng để mạnh mẽ ngăn cản sát phạt của kỹ thừa có sự ngăn cản này khương vọng liền vươn tay ra phát động bạo minh diễm tước nhanh chóng bao trùm lấy kỹ thừa sau đó tôn diễm lưu tỉnh sau lưng chạy đến bên cạnh trọng huyền thắng sao rồi hắn gấp gáp hỏi trọng huyền thắng vẫn còn được quân lính kéo chạy trốn nhưng sau khi nôn ra máu nhuận khí huyết liền lập tức dùng hết sức trở mình dậy hét lớn một tiếng quân dương quốc sẽ thất bại cùng ta kết thúc trận chiến khương vọng là người đầu tiên hưởng ứng xếp tất cả những binh sĩ thu sát ở gần tướng đài còn có thể chiến đấu được vào trận quét qua một lượt thì chỉ còn khoảng một ngàn người quân lính tụ hợp lại trọng huyền thắng đã không thể quản được nhiều như thế hắn ta nhanh chóng tập hợp lực lượng quân trận lại cùng phong nổi lên cuốn lấy những chiếc lá mùa thu một cách dữ dội gào thét xô về hướng kỷ thừa lúc này kỷ thừa đã tỉnh dậy từ trong sững sờ khi thần hồn bị va chạm tỉnh quan bạch cốt thánh lâu nhập vào người ông ta đã phải hứng chịu một phát bạo minh diễm tước mà trọng huyền thắng đã tập hợp quân đội một lần nữa hóa thành binh sát một lần nữa muốn nuốt trọn ông ta người ngoài chỉ thấy đó là một cơn cuồng phong đang thổi quét lá mùa thu tung bay đó là vẻ bề ngoài của lực lượng binh sát nhưng ở trong quân trận lại vang lên ba tiếng kinh động lực lượng binh sát hùng hậu kịch liệt cuồn cuộn ba lần mới lắng xuống trong chớp mắt một đạo kiếm quan rực rỡ bắn ra trong bão tố, chính là khương vọng cả người bay theo kiếm, bay tới trước chiến kỳ màu thiên thanh đại diện cho kỹ thừa kia. Trường kiếm chém ngang, từ lúc trận chiến bắt đầu, chiến kỳ màu thiên thanh đó vẫn luôn được cắm chặt trên tướng đài. Nó đã hiên ngang phiêu đảng tại bầu trời dương quốc từ rất nhiều năm về trước. Cả chiến trường, dù là địch hay ta, không ai có thể xem nhẹ nó. Đó là chiến hồn màu xanh thiên thanh. Đó là dư âm cuối cùng của thiên hùng kỹ thị cờ đã đổi. Binh sát tản ra, trọng huyền thắng cầm lấy cái đầu mà hắn ta đã dứt khoát xé rách xuống từ trên chiếc cổ kia của kỹ thừa, sau đó xoay người nhìn xung quanh. Năm ngàn quân lính thu sát ban đầu dẫn đi, hiện giờ cũng chỉ còn 700 người còn sống. Trọng huyền thắng đã lập được đại công với trận chém tướng đoạt cờ này. Nhưng đã có đến 4.300 quân sĩ tinh nhuệ của thu sát quân mà hắn ta đích thân dẫn đi đã tử trận trên con đường sông pha ấy. Đó chính là cái mà người ta gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trọng Huyền Thắng cũng không có thời giờ để thương cảm, hắn ta bay vọt lên không trung, giơ cao cái đầu của lão tướng hét lớn, bản bộ chém tướng. Kỷ thừa đã chết. Thu sát quân còn sống ở gần tướng đài đồng loạt hét, chém tướng. Lá cờ màu thiên thanh đã nghiêng đổ trên tướng đài, Khương Vọng cầm lá chiến kỳ này lên, hơ nó giữa không trung, ta đã đoạt cờ. Nhóm binh sĩ lại đồng thanh hô, đoạt cờ trên chiến trường, khí thế của quân sĩ Dương quốc như rơi xuống đáy vực. Các tướng sĩ Dương quân muốn liều chết xong về cứu viện tướng đài của bên mình kia vào giờ phút này cũng đã mất đi mục tiêu. Đúng lúc này, phía sau đội quân bất chợt vang lên một tiếng hét dữ dội. Ý chí của kỹ lão tướng quân vẫn trường tồn. Người Dương quốc, hãy theo Dương kiến đức ta tấn công. Trong trận chiến này, Dương kiến đức ta nguyện chết xông lên. Đại quân Dương quốc vốn đang trên đà tan rã, sau khi nghe tiếng hét này bỗng hồi phục trở lại, nguyện chết xông lên. Khi lá cờ màu thiên thanh đó rơi xuống, Dương Kiến Đức đã im lặng nhìn nó. Ông ta đã im lặng chờ đợi rất lâu, nhưng trọng huyền trữ lương không cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Ông ta im lặng nhìn tướng sĩ Dương Quốc chém giết đẫm máu, bốn năm người mới hạ được một quân thu sát. Ông ta nhìn thấy quân trận kia xông vào quân trận của mình, cũng nhìn thấy sự lao lên điên cuồng ở gần tướng đài thấy hai bên đều toát ra ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường ông ta còn nhìn thấy lão tướng kỷ thừa tiếp dẫn tinh quang bạch hổ thánh lâu ông ta biết rõ chuyện của kỷ thừa trong tứ thánh lâu trừ bạch hổ lâu này ra thì tinh quang của những cái còn lại đã sớm tắt trụi ngay cả liên lạc cũng không còn đã qua nhiều năm như vậy tại sao mạnh như kỷ thừa vẫn không thể tiến vào thần lâm người khác thì nói là bởi vì kỷ thừa đã già rồi nhưng sao ông ta lại không biết đó là do cường giả của Tề quốc đã âm thầm cần trở nhiều lần chứ? Kỷ thừa một đời vì nước vậy mà Dương quốc của ông ta lại không thể bảo vệ được vị tướng quân danh tiếng lẫy lừng này. Từ một thiếu niên hào hoa phong nhã đến tóc trắng bạc đầu như vậy chỉ có Dương quốc nợ kỳ thừa chứ Kỷ thừa chưa từng nợ Dương quốc. Ông ta trơ mắt nhìn cả nhà Kỷ thừa diệt vong từ con đến cháu đến cả bản thân Kỷ thừa cuối cùng còn nhìn thấy chiến kỳ màu thiên thanh đại diện cho thiên hùng kỹ thị kia đổ xuống. Diệt tình tuyệt dục huyết ma điển gần như đã ăn mòn tình cảm của ông ta rồi. Nhưng không hiểu sao, lúc này ông ta lại cảm thấy đau lòng. Đau thấu tâm can. Dương kiến đức thúc chiến mã. Ông ta điên cuồng thúc. Mấy con ngựa quý vốn có thực lực của yêu thú này căn bản không thể đáp ứng được tâm tình của ông ta. Ông ta bay vọt lên. Không tự xưng vương không lấy thân phận là một quốc chủ mà chỉ lấy thân phận là một người dương quốc dẫn quân xung phong đi theo ông ta chính là một vạn binh lính đã tự nguyện tận lực vì nước của thành thương phong bọn họ như một dòng thác cuốn qua chiến trường kéo những tướng sĩ dương quốc đang hoang mang lo sợ khôi phục lại thế cục vừa tan trả ông ta là quốc chủ của dương quốc vì vậy lúc đất nước cần ông ta phải là người liều chết chiến đấu đầu tiên mà lúc này trên tướng đài của thu sát quân Trọng huyền trữ lương giữ thế đã lâu bước mạnh lên phía trước. Vì sao ta lại không chỉ huy quyết đấu với kỹ thừa? Vì Dương Kiến Đức đang nghỉ ngơi dưỡng sức, ta cũng thế. Đối diện với Dương Kiến Đức, ta không dám phân tâm. Nhưng hắn thì đã phân tâm rồi. Trọng huyền trữ lương cũng không phóng ngựa, trực tiếp rời khỏi tướng đài, đạp không mà lên. Các tướng sĩ nghe lệnh. Ông ta lấy ra đao các thọ hình dáng hung tợn, hét lớn, một đất nước nhỏ bé mà dám xúc phạm thiên uy đi theo ta giết chết quân phản nghịch này một vạn thân quân bản bộ theo sát phía sau tất cả đều tập trung tinh thần vào chiến trường nhìn từ toàn bộ chiến cục dương kiến đức dẫn quân từ phía sau dương quân gia nhập vào trận địa còn trọng huyền trữ lương thì trực tiếp đánh đến từ trong vị trí của tề quân vì lúc này chiến trường chính đã tập trung ở vị trí của quân đội của dương quốc gần như là ở đoạn phía sau đội quân nên trận tuyến của thu sát quân cũng đã đẩy đến đây nói cách khác dương quân đã bước vào đường cùng đây sẽ là lần tấn công cuối cùng hai bên đều cực kỳ hiểu rõ chuyện này trừ khi dương kiến đức có thể xung trận đánh bại được trọng huyền trữ lương trong một lần nhưng việc này khó khăn đến mức nào chứ trên chiến trường đôi khi chỉ là so xem ai kiên nhẫn hơn mà thôi nếu dương kiến đức kiên nhẫn thì có lẽ sẽ không thua trọng huyền trữ lương nhưng thế cục bây giờ đã không cho phép ông ta đợi thêm nữa có khi còn chưa đợi được đến lúc thu sát quân thương vong và trọng huyền trữ lương không thể nào tránh né nữa thì đại quân dương quốc đã sụp đổ trước rồi ông ta chỉ có thể dẫn quân xuất phát trước nhưng trọng huyền trữ lương xuất phát sau mà lại tới trước bởi vì tố chất của quân sĩ hai bên hoàn toàn khác nhau dương quân vốn đã không bằng tề quân huống hồ đội quân dương kiến đức dẫn theo chỉ là một đám binh lính hỗn tạp còn binh lính của trọng huyền trữ lương lại là một trong những nhánh quân tinh nhuệ nhất. Hai nhánh quân sinh lực bừng bừng chạm trán ở sau tướng đài của kỹ thừa, chém giết lẫn sau. Dù là ta hay địch đều không ai có thể hiểu được vì sao Dương Kiến Đức lại tự mình dẫn theo một vạn binh lộn xộn này. Hoặc có thể là vì Dương quân yếu thế, tinh binh không đủ nên phải đưa cho kỹ thừa đội binh tốt nhất. Còn Dương Kiến Đức tự tin vào năng lực dụng binh của mình nên không cần phải sử dụng cường binh. Trước khi tiếp chiến, trọng huyền trữ lương cũng đã nghĩ như vậy nhưng mà dương kiến đức dám năm lần bảy lượt khiêu chiến với trọng huyền trữ lương chắc chắn là vì ông ta có khí khiến mình tự tin đến vậy cái khiến ông ta tự tin chính là tuyệt thế ma công được kế thừa từ tổ tiên ma đạo xa xưa diệt tình tuyệt dục huyết ma công trước khi tiếp chiến trên người dương kiến đức còn được bao phủ bởi kim quan của đại nhật kim diễm quyết bí điển của dương thị nhìn rất uy nghiêm rực rỡ nhưng cái khiến người ta khiếp sợ là chỉ trong nháy mắt sau khi tiếp chiến, một vạn chiến binh đi theo dương kiến đức liều chết xông lên kia, toàn bộ thân thể của họ đều dấy lên huyết diễm. Vì dương huyền sách ở thành thương phong tuy có hơi ồn ào nhưng rất được lòng mọi người. Nên cuộc sống của người dân trong thành vực này không giống nơi khác, sự ủng hộ đối với triều đình dương quốc cũng mạnh mẽ hơn những thành khác. Những nghĩa quân xuất thân từ thành thương phong này vì lòng đồng cảm với quốc sự mà đến đây. Việc được Dương Kiến Đức thu nhận làm thân binh, đưa về dưới trướng của mình cũng khiến bọn họ cảm thấy vinh dự. Trước khi ra trận bọn họ được phát bùa chú, mặc dù không biết công dụng của nó nhưng lúc nào cũng để bên người. Dương Kiến Đức đã dạy bọn họ những vị trí đứng đơn giản, tuy không rõ tác dụng nhưng bọn họ đều chăm chỉ học thuộc lòng. Nhưng bọn họ lại không thể ngờ rằng, đây là bùa đòi mạng. Một vạn chiến binh đồng loạt giấy lên huyết diễm, trong phút chốc đã bị thiêu cháy trong huyết diễm, không còn một mảnh xương. Sau đó, Từng đám huyết diễm tiến vào trong cơ thể của Dương Kiến Đức, nhuộm cả người ông ta thành huyết sắc. Kim quang trên cơ thể biến thành huyết quang, đức quang chuyển thành ác quang. Cả chiến trường yên lặng trong giây lát. Dương Kiến Đức hét lớn, những nam nhi có ơn lớn với Dương quốc ta đã lấy thân quyên quốc, giúp ta hoàn thành thần công. Dương Kiến Đức ta nhất định lấy chết bảo vệ tổ quốc, khiến anh hùng minh mục. Minh mục a bi, thường ám chỉ việc không có gì phải lo lắng khi chết nói hổ thẹn không hẳn là không có mà nói hung ác cũng chưa chắc đã sai nhưng dương kiến đức biết rõ từ sau khi thiên hùng quân bị hủy diệt mình không còn lựa chọn nào khác về việc tể quốc âm thầm xâm nhập dương quốc ông ta đã sớm lo lắng từ rất lâu tất cả những nỗ lực ông ta bỏ ra cũng chỉ là để gắn gượng giữ vững xã tắc dương quốc mà thôi ông ta đã sớm nhìn ra mọi chuyện tề quốc nổi dậy chính là tai họa lớn của dương quốc mà sinh ra làm quốc chủ của dương quốc để mưu lược và tài năng lại chính là bất hạnh lớn nhất của Dương Kiến Đức. Bên cạnh một cây đại thụ cao chót vót, không có không gian cho cây cỏ khắc sinh trưởng, không có nắng mà cũng chẳng có nước. Ông ta tu luyện diệt tình tuyệt dục huyết ma công cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì đây chính là hy vọng duy nhất. Nếu sinh ra trong thời đông vực loạn lạc, Dương Kiến Đức tự tin mình sẽ là vị vua có trí lực kiệt xuất. Nếu sinh ra trong gia đình bình thường, ông ta cũng có thể là một cường giả một đời cùng cực tu hành đến cùng nhưng ông ta lại sinh ra vào giờ này phút này của Đông Vực, ra đời vào giờ này phút này của Dương Quốc. Tiếp tục kế vị đời thứ 27, đảm đương xã tắc trên vai. Ông ta không có lựa chọn. Ông ta đã tự nói với bản thân rất nhiều lần rằng ông ta không có lựa chọn. Vì vậy ông ta mới có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm diệt sạch quan hệ huyết thống. Vì vậy ông ta mới có thể ngồi nhìn cái chết của kỹ thừa, người đã từng dạy ông ta dương cung, đã từng dạy ông ta dụng binh. Chuyện đã tới nước này, có giết thêm một vạn nghĩa sĩ cũng không chẳng có gì là nên hay không nên nữa rồi. Nếu chết ở đây, tất cả sẽ kết thúc. Còn nếu có thể chém trọng huyền trữ lương, lật ngược tình thế của trận chiến này, thì cái gì cũng có thể thanh minh được. Từ xưa đến nay, thành giả vi vương bại giả khấu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lo sợ, nghĩ hoặc cũng được mà sợ hãi thì cũng thế. Đến lúc này, đối với những binh lính dương quốc còn sống mà nói, chỉ cần dương kiến đức vẫn nguyện ý cho bọn họ một lý do thì bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng ông ta lúc con người ta chết đuối thì ngay cả một cọng cỏ cũng muốn giữ chặt cho dù biết rõ nó chẳng thể cứu nổi mạng mình trên chiến trường thế trận của dương quân vốn đã tan tác tất cả mọi người đều vô tình hoặc cố ý quan sát cuộc chiến giữa hai cao thủ nhìn dương kiến đức hút hết toàn bộ xương máu trên thân đỏ màu máu gào thét xông về phía trước thẳng đến vị trí của trọng huyền trữ lương biểu cảm của trọng huyền trữ lương trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng thấy uống rượu độc giải khác ông ta nói như vậy nhưng không hề khinh địch ngược lại lùi về trong trận trực tiếp ngưng tụ binh sát vạn người va chạm với dương kiến đức chỉ thấy binh lính của trọng huyền trữ lương bày trận lực lượng binh sát như long xà lên xuống dây dưa cắn xé lẫn nhau cuối cùng dưới sự khống chế của trọng huyền trữ lương hình thành một nắm tay khổng lồ đập về phía dương kiến đức mà Dương Kiến Đức đang được bao phủ giữa làng sương máu lại đưa quyền trực tiếp đón đỡ đòn này. Ẩm. Song quyền va chạm, dù thoáng qua có về phân chia mạnh yếu rõ ràng nhưng mà sau khi va chạm, cả hai bên đều dừng lại một lúc. Binh sát phía sau quân trận thoáng di chuyển, mái tóc dài của Dương Kiến Đức rối tung, vậy mà lại cân sức cân tài. Quốc quân thần uy. Có tướng lĩnh Dương quân khàn giọng gầm lên. Song quyền địch vạn quân, Dương kiến đức bay lên trời lại trực tiếp xuất ra một quyền, đánh xuống quân địch. Trọng huyền trữ lương. Xuất trận quyết đấu sinh tử với ta, đừng hy sinh sĩ tốt vô tội nữa. Đáp lại ông ta cũng chỉ là một câu quân lệnh lạnh nhạt, kết thu sát trận. Một tiếng vang vọng hồi lâu. Thu sát. Thu sát. Thu sát. Trên toàn bộ chiến trường, trừ trọng huyền trữ lương dẫn theo vạn quân thì còn có 18 quân trận thu sát quân trong đó thảm thiết nhất chính là đội của Trọng Huyền Thắng, chỉ còn lại 700 người. Cánh vác nhiệm vụ nguy hiểm nhất đột nhập Trung quân Dương quân, đương nhiên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chém tướng đoạt cờ. Trừ đội của Trọng Huyền Thắng ra thì phần lớn các đội còn lại đều còn hoàn chỉnh. Thu sát quân không phải chỉ có mỗi hư danh, thực lực trên lệch cực lớn so với Dương quân, kỹ thừa dốc toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cục không sụp đổ, nhưng khó mà gây được sát thương hữu hiệu đối với thu sát quân. Lúc này trọng huyền trữ lương vừa ra lệnh một tiếng, các đội thu sát quân liền đột nhiên ngưng tụ binh sát. Một nơi, hai nơi, ba nơi đội của Điện An Thái, đội của trọng huyền thắng, 18 quân trận binh sát đột nhiên khởi động, hô ứng lẫn nhau. 18 thu sát quân, quét sạch chiến trường như quét lá khô. Những binh sát đồng căn đồng nguyên gắn kết lẫn nhau. Mà đội của trọng huyền trữ lương lại kết thành hình cầu bay lên trời, giống như vần trăng thu bay lên trời vậy. Gió thu lành, trăng thu thanh lá rơi tụ lại tán, quả lạnh chợt trùng mình. Thu phong từ của Lý Bạch, dịch nghĩa, gió thu mát lành, trăng thu sáng trong, lá rụng lúc tụ lúc tán, quả đang đậu bỗng chợt kinh động, dịch thơ Lê Nguyễn Lưu. Trong ánh trăng thu, chợt có ánh đao chém qua. Đó là lực lượng của thu sát quân mà trọng huyền trữ lương ngưng tụ được trong nháy mắt sau đó phát động đao cắt thọ. Đao này nhận sức mạnh của tam quân, sát của hung đồ, nó vừa xuất ra liền rơi xuống trước người dương kiến đức. Diệt tinh Dương kiến đức mở một tay ra Đưa nắm tay lên quá tráng Mắt ông ta trong nháy mắt trở nên thờ ơ Ngay cả những tâm tình nhỏ nhất Cũng không hề nhìn thấy nữa Nghiễm nhiên đã trở thành dáng vẻ Giống như bạch cốt tôn thần Hoặc là nói Chính vì biết được quy lực của một đao này quá mạnh Nên ông ta mới hy vọng có mượn biến số Bạch cốt tôn thần để ngăn cản một đao này Của trọng huyền trữ lương Có điều Ông ta không ngờ giáo phái của tà thần này không ổn, căn bản không thể phát huy được sức mạnh mà thần nên có, còn bị trọng huyền trữ lương chém lui. Sau khi diệt tình, Dương Kiến Đức vương một tay khác về phía trước tạo thành hình móng vuốt, bắt lấy ánh đao kia. Gầm nhẹ, tuyệt dục. Huyết sắc bùng cháy, ánh đao nát vụn. Bóp nát ánh đao. Giết sạch những người có quan hệ huyết thống, tự tay giết chết con cái, lại thu nạp sát khí khi chiến đấu trên chiến trường, máu của vạn người. Ma công đã sắp đại thành trạng thái của dương kiến đức lúc này đã càng lúc càng giống ma quỷ ông ta rút chiến mâu liệt dương ra nắm trong tay ánh sáng vàng kim của chiến mâu và huyết quang đang xen lẫn nhau phát ra từng trận tiếng vang tu 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 cho dù là dương kiến đức trong trạng thái này cũng không thể không nhíu mày có một loại thống khổ khó có thể chịu đựng nổi trong lúc huyết sắc và kim sắc loạn chiến kim sắc chói lọi của chiến mâu liệt dương đã bị huyết sắc nhanh chóng bao phủ từ mũi thương tràn lên thân thương trọng huyền trữ lương là nhân vật bậc nào chứ, đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn ông ta được đắc ý. Chiến mâu liệt dương của Dương Kiến Đức vừa mới hiện màu đỏ tươi thì trọng huyền trữ lương liền trực tiếp bùng nổ. Binh sát của toàn bộ thu sát quân trên chiến trường liền tập trung lại một chỗ, ông khống chế quân trận, bay lên trời. Quân trận lớn như vậy dưới sự khống chế của trọng huyền trữ lương bồng bềnh như lá. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thì sẽ bay về phía Dương Kiến Đức một chiêu nhẹ nhàng như vậy lại khiến cho dương kiến đức thất sắc vội cầm chiến mâu vẫn chưa hoàn tất trực tiếp nhảy lên không quân trận hùng tráng thôi động binh sát dưới chiến pháp của binh gia hóa thành một cơn gió khô nóng thổi phất qua mặt một chút máu đỏ nhiễm trên mũi mâu dương kiến đức vận chuyển diệt tình tuyệt dục huyết ma công lấy mâu đâm gió nhưng chiến mâu lại bị đẩy ra một cách dễ dàng khiến cho gió này đập vào mặt xanh chuyển vàng lá lìa cành sự sống qua đi chỉ còn nổi cô quạng vô số lá rụng lượn lờ rơi xuống dương kiến đức bỗng há miệng phun ra rất nhiều đóa huyết diễm huyết diễm chạm vào gió điêu linh giao chiến lẫn nhau tiêu diệt lẫn nhau lại quỷ dị không hề phát ra một tiếng động nào cả giống như một bức họa tĩnh lặng cả vùng trời đều yên tĩnh một nửa là màu vàng của lá khô nửa còn lại là màu đỏ của máu tươi trong sự yên tĩnh này bỗng vang lên một tiếng động. Lúc đầu phải lắng tai nghe mới có thể nghe thấy nhưng lại dần dần trở nên đinh tai nhức óc. Đó là tiếng bước chân của quân lính, tiếng áo giáp va chạm lúc giao chiến, là tiếng trống trận, là tiếng kêu, là âm thanh xung phong. Gió khô nóng thổi qua, trong nháy mắt diễn hóa ra hình ảnh vô số binh sĩ dương mâu sông về phía trước. Nhìn kỹ lại thì cảnh tượng bên trong mỗi một bộ giáp rõ ràng không phải là dáng vẻ của một con người mà bên dưới mũ giáp chỉ là những làn gió khô vàng gió thu cuốn hết lá vàng, quả thực vô tình. Giống như câu nói, tồi khô lạp hủ, sự khô héo, một nát kia nhanh chóng bị quét sạch chỉ qua một cuộc quyết chiến này. Sự biến hóa này là không thể ngăn cản, cũng không thể chống đỡ được. Đây chính là tuyệt diệt. Đối mặt với loại sát khí này, Dương Kiến Đức không hề tránh, chẳng những không tránh mà thậm chí còn Dương Mâu lên phản kích. Hai tay cầm màu, tung người lên không trung, bước chân giao nhau, đạp bước vọt về phía trước một người một mâu sông về phía trọng huyền trữ lương đang khống chế quân trận binh sát không gì có thể ngăn cản được bước chân ta cũng không thể chống cự lại ta một người vượt qua thiên quân vạn mã một mâu trực tiếp chống lại thiên hạ cường binh trận đại chiến này diễn ra đã lâu đây là một trận chiến đã sớm biết trước kết quả nhưng mà đối với những người trực tiếp tham gia trận chiến thì ai lại có thể cam chịu kết quả đó diệt tình tuyệt dục huyết ma công cốt lõi chính là một chữ huyết từ xưa đến nay máu mũ tình thâm, muốn tuyệt tình tuyệt dục trước tiên phải giết sạch những người có quan hệ huyết thống. Dương Kiến Đức dùng một mâu sông vào thu sát quân, một màn này nhìn vô cùng bi tráng, anh dũng. Bước chân đạp không bay đến kia càng lúc càng nặng nề. Mỗi một bước như đang đạp lên trái tim. Chỉ thấy bên trong cảnh tượng giết chóc tàn khốc kia bỗng nhiên có một đạo huyết khí phá không bay lên. Nhìn qua rất giống với khói báo động của tu sĩ binh gia nhưng mà chỉ có những quân sĩ thu sát ở đó mới biết được, đó là do máu của chính họ bị người ta sống sờ sờ rút ra ngoài cơ thể, bay lên trời cao. Nếu không phải đang ở trong đại quân, có quân trận binh gia bảo vệ, lại có bậc cường giả như trọng huyền trữ lương trấn áp thì chỉ cần một chiêu này của Dương Kiến Đức, một vạn quân sĩ thu sát quân sẽ bị rút cạn khí huyết mà chết. Bây giờ chẳng qua là bị hở ra một chút mà khí huyết đã bay lên như khói báo động, có thể thấy sức mạnh cùng bạo của diệt tình tuyệt dục huyết ma công trận đại chiến này diễn ra từ khi mặt trời mọc đến giữa trưa rồi lại từ giữa trưa kéo dài đến tận lúc này chân trời lúc này hoàng hôn như máu mà dưới ánh chiều tà dương kiến đức dường như nhiễm một màu đỏ khác thường vinh quang nhiệt huyết một đời vùng vẫy lẫy lừng của ông ta lúc này đều đang bốc cháy toàn thân của ông ta đều bốc lên ngọn lửa đỏ máu như khoác trên mình một bộ lông bào màu máu cầm trong tay thanh chiến mâu nổi danh thiên hạ liệt dương Nửa phần trước của thanh chiến mâu kể cả mũi mâu đều hiện một màu đỏ tươi chói mắt, còn nửa sau của thanh chiến mâu thì lại chói lọi kim quang. Tôi khô chi sát như một bức tranh trôi nổi trên không trung, một bức tranh được vẽ từ huyết khí. Còn dương kiến đức giống như một mãn phu đang liều lĩnh muốn phá hoại danh họa, dùng một loại tư thế thô bạo không gì cản nổi giết đến. Quyết tử cùng ta. Cả chiến trường đều chỉ còn duy nhất một người một mâu của dương kiến đức. Một mâu đâm tới. Bức tranh tôi khô chỉ sát, nát vụn rồi. Binh sát cuồn cuộn trong phạm vi ba bốn dặm. Trong số những người đang nhìn chầm chầm trận chiến này, dương quân thì vui mừng, còn tề quân thì lại hoảng sợ. Binh sát cuồn cuộn kia trong nháy mắt lại ngưng tụ. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công của dương kiến đức mạnh ngoài dự tính, nhưng trọng huyền trữ lương vẫn luôn thận trọng, vô cùng cẩn thận, chẳng phải là để ứng phó với loại tình hình ngoài dự tính này sao? Ông dành cho dương kiến đức sự tôn trọng lớn nhất cũng chuẩn bị kỹ càng nhất. Điêu linh đã tàn, tôi khô đã dừng lại. Tân sát lại chưa dừng. Thu là mùa sơ sát tiêu điều. Từ xưa đến nay, sự tử tử tù đều được tiến hành vào mùa thu, cũng bởi vì mùa này có sát khí nặng nhất. Thu hữu tam sát, viết điêu linh. Viết tôi khô, viết vấn trảm. Giọng nói của trọng huyền trữ lương lúc này sắc bén giống như có thể cắt ngang thiên địa. Nay ta thay trời hành đạo, trừng phạt quốc chủ dương quốc vô đức, hại nước hại dân trước tung bệnh dịch hạch, sau lại khơi màu chiến tranh. Nay phán lệnh trực tiếp chém đầu. Ngay trong binh sát đang tuôn trào mãnh liệt, có một lưỡi đao nhô lên. Chính là đao cắt thọ nổi danh thiên hạ, nhưng nhìn kỹ thì đây không phải là đao cắt thọ mà dùng đao cắt thọ làm tâm, lấy sát khí của quân sĩ thu sát làm vỏ ngoài ngưng tụ mà thành một thanh đao vô cùng đặc biệt. Thân đao nặng trĩu, chui đao có khắc hình đầu quỷ, sống đao có một cái miệng tròn, quỷ đầu mậu phương, sống dày mặt rộng chỉ nhìn hình thôi đã thấy rõ sự cồng kềnh hợp với việc chặt chém đao này có tên là quỷ đầu thích hợp dùng để chém đầu từ xưa đến nay đao phủ thường sử dụng đao này để hành hình một đao này rõ ràng cách một khoảng rất xa thậm chí dương kiến đức đã dùng mâu cản lại nhưng mà lúc đao vung đến binh sát đang tản mạng liền hội tụ một đao chém xuống đầu của dương kiến đức đã bay lên bị chém đầu một khắc trước ông ta vẫn vô cùng dũng mãnh một mô trấn trận diệt tình tuyệt dục huyết ma công vô cùng mạnh mẽ nhưng mà một khắc sau liền đã đầu thân hai nơi rồi đột ngột như vậy lại chỉ do một đao tội danh đã xác định người ra pháp trường lệnh tiễn rơi xuống đất đao phủ vung đao mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa giơ tay chém bay đầu người cường giả đã vào thần lâm đỉnh cấp như dương kiến đức là kim thể ngọc tủy nhục thân bất hoại chưa chết thì tu vi không lùi cảnh giới này được xưng là bất hủ bất diệt ta như thần lâm ổ thời thượng cổ cũng được xưng là bất hủ cảnh phương pháp bình thường khó có thể giết được người ở cảnh giới này nhưng mà một đao chém xuống kia lại có thể giết được ông ta một cách gọn gàng linh hoạt như vậy cả đời giao phong của bọn họ trọng huyền trữ lương đều chiếm phần thắng xét đến cùng thì cũng chỉ bởi vì tể mạnh dương yếu nhưng mà có thể nắm vững ưu thế, từ đầu đến cuối không cho đối thủ có cơ hội lật ngược thế cờ, chẳng lẽ chưa đủ đáng sợ sao? Khoảnh khắc đầu của Dương Kiến Đức bay lên kia, thời gian dường như dừng lại. 30 năm trước và 30 năm sau như hợp lại khi cái đầu lâu này bay lên theo quỹ đạo vòng cung. Trên mặt trọng huyền trữ lương không có chút biểu cảm nào. Cường giả nơi cao không có bạn bè. Đây là lời mà ông ta đã từng nói với trọng huyền thắng bởi vì địa vị càng cao thì lại càng khó có thể làm theo ý mình bởi vì có rất nhiều quyết định đã không phải chỉ dựa vào ý muốn của chính mình nữa có ai biết rằng trọng huyền trữ lương và dương kiến đức đã từng là người bạn duy nhất của đối phương chứ nhưng mà một người ở tề một người lại ở dương một người là danh môn thế gia của tề quốc vinh nhục cùng tề quốc một người lại là quốc vương của dương quốc đôi bên đều không có khả năng thay đổi đổi lập trường của mình ngay từ 30 năm trước ở Tà Nguyệt Cốc, bọn họ đã hiểu rõ tất cả, cũng đã đoán được sẽ có một ngày này. Từ đó về sau mỗi người một ngã, trong suốt 30 năm, không một dòng thư, không nói một câu nào với nhau. Thật ra nếu bàn về lực chiến cá nhân, Trọng Huyền Trữ Lương cũng tự phụ bản thân không thua kém Dương Kiến Đức, cho dù người kia có luyện thành diệt tình tuyệt dục huyết ma công đi chăng nữa. Nhưng mà đối mặt với Dương Kiến Đức, ông ta vẫn muốn dốc hết toàn bộ ưu thế của chính mình. Không hề kinh địch, không ngại dùng dao mổ trâu giết gà, bởi lẽ nhân vật như Dương Kiến Đức tuyệt đối không thể cho ông ta bất cứ cơ hội nào cả. Hơn nữa ông muốn cho Dương Kiến Đức thấy rằng, sở dĩ ông ta thua không phải là vì ta không bằng người, mà là do hoàn cảnh, là trời phạt chứ không phải chiến tranh. Chỉ có như thế thì mới có thể bảo toàn sự kiêu ngạo cuối cùng của Dương Kiến Đức. 30 năm trôi qua trong nháy mắt, sinh tử như mây khói. Bao nhiêu chuyện cũ, vinh quang, kiêu ngạo, tình nghĩa đều bị dòng sông thời gian vùi lấp. Bậc nhân vật như Trọng Huyền Trữ Lương sẽ không để cho bản thân có quá nhiều thời gian để hoài niệm. Ông chỉ hơi hoảng thần một chút rồi liền lập tức bày quân trận, đưa tay bắt lấy thủ cấp của Dương Kiến Đức đang bay đến. Một tay cầm lấy tóc, giơ cao đầu của ông ta lên. Dương Kiến Đức đã chết. Tiếng nghe truyện trên TV audio CV vang vọng khắp chiến trường. Dương Kiến Đức đã chết. Dương Kiến Đức đã chết. Dương Kiến Đức đã chết. Tề quân lớn tiếng lặp lại. Đại quân Dương Quốc trong nháy mắt trở nên suy sụp, không còn một chút sức phòng ngự. Quân sĩ thu sát quân xung phong chém giết không chút cố kỵ, giết người như cắt cỏ. Thương vong nhiều nhất trên chiến trường bình thường đều xảy ra sau khi đã phân rõ thắng bại. Con số giết chóc lớn nhất thường sẽ xảy ra lúc đang đuổi giết. Vô số sĩ tốt Dương quân vứt bỏ vũ khí, cởi giáp đầu hàng, quỳ xuống xin tha vô số quân sĩ dương quân chạy trốn tứ phía. Sau khi đã phân rõ thắng thua, binh lính bên thắng phóng túng giết chóc quả thật đã là quy tắc ẩn trong rất nhiều cuộc chiến tranh. Dù sao thì vừa mới chém giết lẫn nhau, vô số đồng đội đã chiến tử, thù hận của bản thân lúc bên bờ vực sinh tử cũng cần được giải tỏa, áp lực cũng cần được phóng thích. Nhưng thường thì thời gian này sẽ không quá dài. Sau khi phần lớn quân sĩ Dương quốc bị đánh tơi bời, liền gắt cao vùi đầu trên mặt đất hy vọng có thể may mắn vượt qua khoảng thời gian giết chóc này. Nhưng mà trọng huyền trữ lương lại dơ cao đầu của Dương Kiến Đức, nói, phàm những người tham gia trận chiến này, chống lại thiên binh của đại tề ta, bất luận có đầu hàng hay không đều giết sạch. Trực tiếp ra lệnh đồ sát. Có những quân sĩ Dương quân đang quỳ rạp trên đất kinh hoàng đứng dậy, liền lập tức bị chém bay đầu, một lần nữa ngã xuống đất. Có những binh sĩ Dương quân vừa mới bỏ binh khí xuống, vẫn chưa kịp phần ứng đã liền bị một thanh chiến đao cắt đứt cổ họng. Hoảng sợ, tán loạn, binh lính dương quốc vốn dĩ không phải là đối thủ với binh lính thu sát quân, lúc này lại càng không có khả năng phản kháng. Giết người như cắt cỏ, từng đoàn từng đoàn ngã xuống đất. Một cuộc đại tiệc chém giết đã được bắt đầu. Đại soái, không thể. Đại soái, tuyệt đối không thể được. Ở một nơi gần chiến trường, một văn sĩ lớn tuổi phi thân đến đây, cầu khẩu trọng huyền trữ lương từ xa. Trận chiến này đã phân rõ thắng thua, đại soái tội gì phải giết chóc thêm nữa, tăng thêm tiếng xấu. Lập tức liền có tướng lĩnh nâng đao muốn tiến lên. Nhưng trọng huyền trữ lương chỉ khoát tay cản lại, để cho lão ta tới đây. Văn sĩ già nua kia tung người bay tới, cuộc tàn sát của tề quân vẫn chưa dừng lại. Lão như đang bay qua lò sát sinh địa ngục nhân gian. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của các tướng sĩ thu sát quân, bay đến trước mặt của trọng huyền trữ lương. Trong tầm mắt đều là cảnh giết chóc, âm thanh nghe được đều là tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt người kia buồn bã, duy chỉ khi đứng trước trọng huyền trữ lương, sống lưng rất thẳng, hoặc nhìn cũng rất có khí khái. Ngươi là người phương nào? Trọng huyền trữ lương hỏi. Lão hủ là quận trưởng quận xích vĩ của cố quốc dương quốc, hoàng dĩ hành. Văn sĩ già nu không lưng đáp lại. Hơi hơi hành lễ, liền vội vàng nói, đại soái dụng binh như thần, một trận chiến diệt quốc như hôm nay, có thể vang danh thiên hạ. Khi hai quân giao chiến việc không màng sống chết là điều dễ hiểu nhưng việc giết hàng binh thì lại quá khó giải thích. Từ xưa đến nay đầu hàng thì không giết chính là quy tắc của binh gia. Đại soái cớ sao lại hạ lệnh tàn sát? Lão hủ thực sự không đành lòng để cho đại soái mang tiếng xấu này, nên liều chết đến khuyên can. Ngươi đã biết ta thì hẳn đã biết đến danh xưng của ta, trọng huyền trữ lương vẫn cầm đầu lâu của dương kiến đức chỉ nhàn nhạt nói, còn có ác danh nào có thể hơn được hai chữ hung đồ sao? Hoàng dĩ hành theo bản năng nhìn về phía Dương Kiến Đức, vết máu đen lan lỗ, Dương Kiến Đức trợn tròn mắt như đang nhìn thẳng vào lão ta. Lão ta theo bản năng lẫn tránh ánh mắt này, chỉ rung giọng nói, đại soái trời cao có đức hiếu sinh. Trọng huyền trữ lương cắt đứt lời lão ta, trời cao cũng có uy nghiêm sát sinh. Đám binh sĩ dám chống lại thiên binh này không giết thì làm sao có thể thể hiện được thiên uy triều đình dương quốc đã suy yếu suốt trăm năm ba đời đều phục tùng tề quốc rốt cuộc lại trước đến đại quân xâm phạm biên giới tướng quân vì sao vậy hoàng dĩ hành khó nén phẫn nộ nói quân sĩ bảo vệ quốc gia của mình thì có tội gì trên chiến trường chẳng qua chỉ vì bảo vệ chủ của mình mà chiến đấu giết chóc bây giờ thắng bại đã phân đại soái xin hãy phóng hạ đồ đao ý của ngươi là là do đại tề của ta bất nghĩa đến đây xâm lược Trọng huyền trữ lương nheo mắt lại Không dám có ý đó Hoàng dĩ hành cầu khẩn nói Triều đình dương quốc mục nát Vua dương thất đức cho nên hôm nay là trừng phạt đúng tội Nhưng người dân dương quốc vô tội Tề dương hiệp ước mấy đời Người dân dương quốc chưa từng bội ước mà Còn đám các ngươi thì sao Trọng huyền trữ lương duỗi ngón tay chỉ chỉ lão ta nói Từ xưa đến nay kiêu căng ngạo mạn, Không phú cũng quý Những vinh dự mà các ngươi có được những sức mạnh mà các ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là những thứ mà đám dây leo ký sinh trên người tề quốc như các ngươi hút được mà thôi. Bây giờ đại thụ muốn diệt trừ dây leo rồi, ngươi còn cảm thấy tự hào sao? Hoàng dĩ hàng ngơ ngẩn một lúc lâu, mới nói những câu tối nghĩa, hiện tại xã tắc đã diệt, tông miếu dương thị đã tuyệt tự. Đây là ý trời. Nhưng B. Ma. Giọng lão ta dần cao lên, triều đình dương quốc đã bị diệt, đất này giờ đây đã đổi chủ, người dương quốc bây giờ đã trở thành người tề quốc, làm gì có đạo lý tàn sát người dân của nước mình. Huống chi, bây giờ bắt có kinh mục đang nhìn chầm chầm, nam lại có ác hạ thù mới hận cũ. Tây có mạnh cảnh hùng mạnh thiên hạ. Tề mặc dù mạnh nhưng sao có thể dùng tàn sát để làm yên lòng dân. Trọng huyền trữ lương chỉ cười lạnh nói, dương kiến đức huy động đại quân, một tiểu quốc lại dám ngạo mạng mạo phạm uy quyền đại quốc. Vốn dĩ ta muốn giết sạch nơi đây. Chỉ là có một tiểu bằng hữu cầu tình cho nên ta mới không làm như thế Ngươi ở đây nói với ta cái thứ đạo lý chó má gì chứ lằng nhà lằn nhằn Trọng huyền trữ lương ta có thể nghe theo sao Mặc dù không nói rõ là ai Nhưng tiểu bằng hữu trong lời ông ta tất nhiên chính là Khương Vọng Mà thứ gọi là lời cầu tình này Thật ra chỉ là hư ảo giả dối mà thôi Vì để đánh bại Dương Kiến Đức Trọng huyền trữ lương không hề tiết bức tử toàn bộ quân dân Dương Quốc nhưng đây chẳng qua chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi dù hung danh của ông ta có lan xa thế nào cũng sẽ không giết sạch người của một quốc gia dưới tình huống đã phân rõ thắng bại cũng chỉ mỗi trọng huyền thắng biết được đây là đang nuôi dưỡng danh vọng cho khương vọng nói sâu xa hơn là vì muốn dùng trấn thanh dương làm cờ xí sau cuộc chiến lập lại trật tự một lần nữa đây chính là giai đoạn chia bánh quan trọng nhất kia suy nghĩ của trọng huyền thắng có vẻ hơi đơn giản nhưng có một điểm đúng trọng huyền gia quả thật rất cần một người quan minh chính đại, hoặc ít nhất là một người nhìn qua có vẻ quan minh chính đại. Bởi vì hung danh đã do trọng huyền trữ lương đảm nhận, còn người thích hợp đến an ủi, trấn định lòng người thì lại chưa tìm được. Đương nhiên, có lẽ cũng còn có nguyên nhân khác, chỉ là chưa đủ để cho người ta nói ra. Cả đời này của hoàng mổ, chỉ quỳ dưới chân quân chủ và phụ thân, không khuất phục người khác. Thấy thái độ của trọng huyền trữ lương như thế, Hoàng dĩ hành liền rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt ông ta. Âm thanh đầu gối chạm đất vang dội, nguyện quỳ gối vì thương sinh. Cầu xin đại soái thương xót cho dân chúng dương quốc, đừng tàn sát người vô tội. Tiếng chiến đao cắt đứt cổ, máu tươi bắn ra. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng giết chóc tàn nhẫn. Những âm thanh tàn sát đó đều đang muốn nói lên điều gì. Trọng huyền trữ lương nhìn chăm chú hoàng dĩ hành một lúc lâu mới nói, quân lệnh như sơn, bổn soái không thể thu hồi mệnh lệnh được chẳng qua dũng khí của ngươi cũng khiến ta động lòng ngươi là một trong số ít những người trung nghĩa chính trực của dương quốc bổn soái có thể miễn việc tàn sát dân chúng dương quốc chỉ cần bọn họ thành tâm quy phục ngươi có nguyện ý truyền lệnh này đi giúp bản soái hay không ý của ông chính là không khoan nhượng thêm nữa thấy không thể chờ đợi hơn nữa hoàng dĩ hành chống hai tay xuống đất dập đầu lên mu bàn tay khóc nói lão hữu nguyện ý sau đó người liền xoay người đi xa, không hề liếc nhìn chiến trường một cái. Trọng huyền trữ lương cũng mặc kệ lão ta, chỉ cảm đầu lâu của Dương Kiến Đức đưa lên ngang mặt, bỗng nhiên thở dài nói, triều đình Dương quốc đã mất sạch lòng người, chỉ dựa vào mình ngươi thì có thể làm gì? Có thân vệ nâng hộp ngọc đến cho ông. Ông bỏ cái đầu vào trong hộp ngọc, lại nhìn thoáng qua rồi mới khép nắp lại. Đem về truy điệu đi, tông thở dài nói. Toàn bộ Dương quốc, kẻ có tư cách dùng đầu đổi thưởng cũng chỉ có Dương Kiến Đức và kỹ Thừa mà thôi. Lúc này, Trọng Huyền Thắng lại khó khăn đi đến, mặt đầy sát khí, đại soái thật sự tha cho đám chuột nhắc này sao? Trọng Huyền trữ lương liếc hắn ta một cái, chỉ nói một câu, trên chiến trường, sinh tử là chuyện bình thường. Thập tứ chưa chết. Trọng Huyền Thắng nói một câu, rồi lại bổ sung. Điều ta hận nhất chính là 5.000 binh sĩ dưới trướng này chỉ còn lại 700 trọng huyền trữ lương từ chối cho ý kiến chỉ trả lời vấn đề phía trước của hắn ta đã là hạng người mua danh bán nước liền để cho lão ta một ít thanh danh đi sau đó ông quay người đi về trận doanh không nhìn chiến trường nữa quân lệnh mà trọng huyền trữ lương này đã ban xuống thì 21 vạn đại quân dương quốc tất phải bị giết sạch hoàng dĩ hành nhìn qua có vẻ cầu khẩn thương xót nhưng mà người kia thân là quận trưởng quận xích vĩ trước không lên chiến trường trong thời chiến không thể vì nước quên thân sau khi cuộc chiến kết thúc thì mới lao ra ngăn cản tàn sát. Mặc dù có lẽ cũng có một chút lòng chính nghĩa, nhưng sợ rằng lại mang ý định kiếm chút danh tiếng cứu độ dân chúng nhiều hơn đi. Nói là liều mình cứu độ dân chúng, thật ra dưới tình huống như vậy, nếu trọng huyền trữ lương giết chết lão ta thì so với giết 20 vạn quân lính còn tàn ác hơn. Triều đình dương quốc sở dĩ mất sạch lòng dân, ngoại trừ do quốc chủ ra thì cũng bởi vì những đám quan lại bo bo giữ mình chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình này, danh hay lợi thì cũng vậy. Cho nên trọng huyền trữ lương nói Hoàng Dĩ Hành là hạng người mua danh bán nước. Người kia không tiếc trà đạp quốc chủ dương quốc và triều đình dương quốc, ngược lại gột rửa bản thân vô cùng sạch sẽ, nghiễm nhiên mang ý mọi người đều xấu chỉ mình ta tốt. Nhưng mà là quận trưởng của quân xích sáu, cũng chính là một cao tầng trong triều đình dương quốc, quyết sách mà triều đình dương quốc đưa ra, chả lẽ lão ta không tham gia vào sao? nói đến cùng thì người này cũng chỉ nghĩ đến thanh danh của chính mình mà không thèm để ý đến quốc gia nhưng mặc dù như thế ông vẫn muốn thành toàn cho danh tiếng của người này bởi vì có người như vậy tồn tại thì tề quốc mới có thể dễ dàng thống trị nơi đây càng là ác tặc của dương quốc thì lại càng là lương thần của tề quốc khương vọng ở trấn thanh dương là một quân cờ đại biểu cho thế ngoại đào nguyên hoàng dĩ hành ở dương quốc cũng là một quân cờ bình định có hai quân cờ này không lo không thu phục được toàn bộ dân tâm của Dương quốc. Trên đài trong trận doanh tề quân, chỉ có hai thúc cháu Trọng Huyền Trữ Lương và Trọng Huyền Thắng ngồi đối diện nhau. Còn các tướng lĩnh khác đều vẫn đang chém giết bên ngoài chiến trường, chỉ có một đội thân vệ bảo hộ bên ngoài không để cho người khác đến gần. Phải biết là trong quân dùng đầu người để ghi nhận quân công. Trọng Huyền Trữ Lương hạ lệnh đồ sát mặc dù là có ý đồ của mình nhưng mà không phải không có ý giúp cho các tướng sĩ khổ chiến đã lâu kiếm được nhiều quân công hơn thập tứ thế nào rồi lúc này không có người ngoài trọng huyền trữ lương hỏi thẳng lúc nãy ông thấy trọng huyền thắng sát khí ngút trời biết rõ thập tứ là tử sĩ mà gia tộc phân cho trọng huyền thắng từ lúc còn nhỏ sự tin tưởng mà trọng huyền thắng dành cho tử sĩ này không ai có thể so sánh được nhìn thấy thập tứ bị thương không rõ sống chết cho nên lúc đó ông mới gõ một câu cũng may trọng huyền thắng đáp lời khéo léo nếu không thì lúc này đã không phải là thái độ thế này phụ nhạc giáp nát rồi người thì vẫn chưa chết, chỉ là không tránh khỏi việc phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Nghe thấy phụ nhạc giáp nát rồi, trọng huyền trữ lương rõ ràng dừng lại một chút, mới hỏi, những người còn lại ở đội của ngươi thì sao? Những binh sĩ còn lại vẫn đang đi lùng giết, chỉ có khương vọng là đã trở về trấn thanh dương. Vừa nói xong thì sợ trọng huyền trữ lương có ý nghĩ khác, trọng huyền thắng lại giải thích thêm, hắn không thích tàn sát, lại càng không quan tâm đến chém đầu người đổi chiến công. Dương Kiến Đức đã chết, đại quân Dương quốc cũng sẽ bị diệt trong trận chiến hôm nay, quận Xích Vĩ lại chẳng cần nói đến, những địa phương còn lại chỉ cần truyền hịch là có thể bình định được, cho nên ở lại quân danh cũng không quan trọng lắm. Trọng huyền trữ lương bỗng nhiên thở dài một hơi nói, người dân Dương quốc cứng cỏi. Những binh lính nhìn thấy trận chiến này của Dương Kiến Đức lại càng sẽ không quên đi sự anh dũng quyết liệt của ông ta. Ta muốn hủy hoại lá gan của bọn họ, giết sạch sự anh dũng của bọn họ, cho nên mới phải gây ra trận tàn sát này. Đối với Trọng Huyền Trữ Lương mà nói thì đây đã là lời giải thích khó mà có được rồi. Trọng Huyền Thắng đánh bạo hỏi, có vẻ như Ngài và Dương Kiến Đức có giao tình không tệ, chứ không hề chỉ là quen biết sơ sơ. Trước trận chiến, hắn ta và phần lớn tướng sĩ thu sát quân đều giống nhau, trong lòng thật ra đều không hề xem trọng Dương Kiến Đức. Nhưng mà sau trận chiến này, bất kể là ai cũng đều không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của Dương Kiến Đức. Rất nhiều năm trước, ông ta có một cái tên khác là Cố Hàng. Trọng huyền thắng nghe quen tai, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giật mình, bức danh đao phá trận đồ trong thư phòng của ngài kia, ở lạc khoảng đề chính là cố hàng. Anh hùng trong thiên hạ, ta nhìn trúng chẳng được mấy người, dương kiến đức chính là một trong số đó, trọng huyền trữ lương nói, ta biết ông ta sẽ không chịu ngồi bó tay chờ chết, trong những năm này tất sẽ có tính toán. Chỉ là vẫn không ngờ đến, ông ta có thể vì tông miếu dương thị mà làm đến mức như thế. Toàn bộ dương quốc người mơ hồ nhìn thấy đất nước đang được tề quốc che chở mưa thuận gió hòa thì đã rất hài lòng rồi. Nhưng người tỉnh táo lại nhìn thấy không còn đường cứu quốc, hoặc là cam chịu hoặc là khẳng khái chịu chết. Đại khái chỉ có mỗi dương kiến đức là vẫn còn đang giải giụa, muốn dùng sức mạnh của một người mà phá vỡ gông xiềng xiềng xích. Thậm chí không tiếc công nghiêm của quốc chủ một nước mà đi luyện ma công người người phỉ nhổ. Ông ta thất bại, nhưng ông ta không hề bất tài vô dụng. Ngay từ 30 năm trước ở Tà Nguyệt Cốc, ông ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản ta, không phải là vì muốn giành lấy công lao bảo vệ được tà nguyệt cốc. Mà ông ta cũng giống như ta nhìn thấy được cơ hội, thắng kia, không muốn nhìn thấy tề quốc đánh bại hạ quốc nhanh như vậy. Mà ta, Trọng Huyền Trữ Lương nói tiếp, sau khi trở về từ chiến trường hạ quốc, chuyện đầu tiên ta muốn làm chính là diệt Dương quốc. Nếu không diệt được Dương quốc, ít nhất cũng phải tìm được cớ để giết chết Dương Kiến Đức. Không phải vì ta có thù hận gì đối với người kia, ngược tại ta tôn trọng ông ta kiên kỵ ông ta cho nên mới muốn giết chết ông ta vì quốc vận của tề quốc lại càng vì tộc vận của trọng huyền thị diệt dương quốc diệt bằng chiến tranh cũng được mà diệt trong hòa bình cũng được đế quân mặc dù tiếp nhận phán đoán của ta nhưng cũng đã tiếp thu kế sách của yến bình dùng kế sách diệt trong hòa bình qua nhiều năm sống ngầm như vậy sớm nên thuận lý thành chương khiến cho dương quốc trở thành một phần của tề quốc rồi sở dĩ chưa làm được toàn bộ đều bởi vì người tên là Dương Kiến Đức kia. Dùng thủ đoạn hòa bình đã không thể ép chết Dương Kiến Đức lại không thể ngăn cản Dương Kiến Đức kế vị, cho thấy rõ nó đã thất bại. Cho nên mới có trận chiến ngày hôm nay. Danh tướng Yến Bình, hơn 10 năm trước đã từ chức tể tướng, thế lực chính trị đã sớm suy thoái. Đây cũng là một nguyên nhân chính khiến cho Trọng Huyền Trữ Lương lần này có thể phát động chiến tranh chinh phạt Dương Quốc. Trọng Huyền Thắng lúc này mới biết được, trong nhiều năm sóng yên biển lặng giữa hai nước tê dương hóa ra lại cất giấu nhiều sóng to gió lớn như vậy không phải chỉ cần vài ba câu là có thể kể hết còn dương kiến đức dùng thực lực của một nước yếu dân ít mà có thể giữ vững được tông miếu dương thị cho đến tận bây giờ không thể không khen chỉ mỗi mình ông ta mới có được bản lĩnh đó hắn ta thậm chí dám chắc chắn một điều rằng với sự coi thường của tề quốc đối với dương quốc trận chiến này nếu không phải do thúc phụ trọng huyền trữ lương của hắn ta tự mình ra trận thì Dương Kiến Đức vô cùng có khả năng lật chuyển thành công thế cờ. Nô bộc hầu hạ đều biết, bức tranh có lạc khoản đề cố hàng được treo trong thư phòng thúc phụ kia là vật quan trọng nhất, mỗi ngày đều có người cẩn thận lau chùi, không dám để cho sâu mọc hủy hoại đi chút nào. Bởi vậy có thể thấy được giao tình giữa hai người thế nào. Nhưng mà trong toàn bộ tề quốc, người tôn trọng Dương Kiến Đức nhất chính là trọng huyền trữ lương, người nhằm vào dương kiến đức nhất cũng chính là trọng huyền trữ lương trọng huyền thắng nhất thời chẳng biết nói gì thông minh như hắn ta đương nhiên có thể nghe hiểu được ý tại ngôn ngoại của trọng huyền trữ lương nhưng trọng huyền trữ lương lại trực tiếp nói ra ta nói nhiều như vậy là muốn nói cho ngươi biết đến địa vị như chúng ta hiện tại có một số chuyện không thể chỉ dựa trên sở thích cá nhân nếu có một ngày khương vọng và ngươi bất đồng ý kiến ta hy vọng ngươi cũng có thể đưa ra lựa chọn chính xác ông biết hiện tại Trọng Huyền Thắng tin tưởng hai người nhất, chính là Thập Tứ và Khương Vọng. Ông không nói đến Thập Tứ, bởi vì ông biết Thập Tứ sẽ vĩnh viễn đứng về phía Trọng Huyền Thắng. Còn Khương Vọng đã nhiều lần thể hiện ra sự kiên trì và nguyên tắc của bản thân. Trọng Huyền Thắng trầm mặt hồi lâu mới nói, thúc phụ, nếu như người chỉ có thể đưa ra lựa chọn, chính xác, vậy thì ngài không nên ủng hộ ta, ngài nên ủng hộ Trọng Huyền Tuân mới đúng. Nói xong câu này, hắn ta thi lễ thật sâu với trọng huyền trữ lương, sau đó sải bước xuống đài. Chúc thủ cấp quân công này, hắn ta mặc dù không quan tâm, nhưng hắn ta vẫn cần nắm bắt thời gian, tranh thủ tranh về một ít cho binh lính dưới quyền. Trên đài, trọng huyền trữ lương nhất thời im lặng. Đúng như lời mà trọng huyền thắng nói, với thiên phú và thực lực của trọng huyền tuân, bất luận là từ phương diện nào, đều là một lựa chọn chính xác, ông ta nên ủng hộ trọng huyền tuân mới đúng. Nhưng mà trọng huyền trữ lương này vì sao cuối cùng vẫn chọn trọng huyền thắng chứ? Rốt cuộc là bởi vì sự ưu tú và biểu hiện của trọng huyền thắng khiến cho ông xem trọng tiềm lực của hắn ta. Hay là bởi ông không muốn phụ lại sự giao phó trước khi chết của vong huynh đây? Bên ngoài chiến trường, Khương Vọng một mình rời đi. Trận tàn sát phía sau vẫn đang tiếp tục, hắn chẳng hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Trận chiến này, tề quân thắng toàn diện. Không chỉ đại thắng về mặt quân sự, chiếm lĩnh toàn bộ Dương quốc mà còn thắng trên dư luận, khiến cho các nước khác chẳng thể chỉ trích. Vì sao Tề quốc lại xuất binh? Vì duy trì trật tự đông vực, ngăn chặn sự chuyển biến xấu của bệnh dịch hạch. Vì sao bệnh dịch hạch lại chuyển biến xấu? Bởi vì triều đình Dương quốc thối nát, chính trị hỗn loạn, quan lại chỉ toàn nghĩ đến tư lợi bản thân, đủ mọi nguyên nhân mới dẫn đến sự mất khống chế đối với dịch hạch. Đương nhiên cũng không thể thiếu được sự tán tận lương tâm của Tứ Hải Thương Minh mượn dịch bệnh để phát tài vậy thì vì sao lại xuất hiện bệnh dịch hạch chứ đầu là do âm mưu của tà giáo bạch cốt đạo còn dương kiến đức gặp chuyện lại không suy xét thấu đáo còn đổ tội cho dân tùy tiện xuất binh gây hấn trọng huyền trữ lương bất đắc dĩ phải ngăn cản trong lúc chiến đấu đau thương không có mắt dương kiến đức chết oan uổng dương kiến đức tu luyện ma công không nghi ngờ gì chính là lời giải thích rõ nhất cho sự thống trị ngang ngược của ông ta nhưng mà toàn bộ mọi chuyện đối với khương vọng mà nói thì ngoại trừ giúp cho trọng huyền thắng tiến thêm một bước hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì bản thân hắn chỉ là một lữ khách nơi đất khách quê người tất cả thắng bại vinh nhục giống như đều chẳng liên quan đến hắn giết trư diện giết xà diện giết hầu diện giết long diện truy sát bạch cốt thánh chủ trọng thương những chuyện này mới là chuyện mà hắn muốn làm bay trên trời cả quận xích vĩ cho đến cả dương quốc đều đang hỗn loạn sự ồn ào đến từ chiến trường phía sau nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn như trước lúc bay đến một vách núi hắn tùy tiện quét mắt nhìn qua vừa lúc cùng một nam tử trẻ tuổi bình thường đang đứng trên vách núi nhìn nhau khương vọng nhận ra chính là sát thủ nóng lòng tiếp khách kia của thiên hạ lâu a sách giờ khắc này người này chẳng còn dáng vẻ sốc nổi trước đó ánh mắt rất lạnh lẽo nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ đã đứng đây từ lâu rồi, ước chừng là đang quan sát chiến trường. Ở đây rất dễ bị tề quân đang dọn dẹp chiến trường phát hiện. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nhắc nhở, nếu như ngươi đang chờ kết quả thì dương quân đã bại rồi. A sách lẳng lặng nhìn hắn một hồi, cuối cùng chỉ nói, biết rồi, cảm ơn. Khương Vọng cũng lơ đễnh, bay khỏi đó. Hắn bay cũng không nhanh, không lâu lắm, một con vân hạt từ trên cao vỗ cánh hạ xuống. Đại chiến đã kết thúc, Trận pháp đóng biên giới mới được giải, cho nên Vân Hạc nấn ná hồi lâu lúc này mới có thể bay đến. Khương Vọng đưa tay tiếp được, Vân Hạc ở trong tay đã hóa thành một lá thư. Sắc trời đã sập tối rồi, tiếng chém giết ở chiến trường xa xa đã không thể nghe thấy nữa. Ánh sao yên tĩnh tỏa sáng, dường như cũng đã xoa dịu được trái tim từ trong trận chém giết. Chỉ thấy hai chữ ca ca đầu tiên. Khương Vọng liền không nhịn được nở nụ cười dưới ánh sao hòa cùng ánh trăng, nụ cười thiếu niên trở nên dịu dàng như vậy. Thiên địa độc tôn, đại đế chiếu rằng, trẫm trị thế dùng văn, dẹp loạn dùng võ. Mà quân soái chính là trụ cột của triều đình, cũng là lá chắn của quốc gia. Có thể văn võ kim toàn, xuất lực đền đáp tận tâm mà không mong khen ngợi. Nay có người họ khương tên vọng, một thân trong sạch, lại có tấm lòng báo quốc. Trước có công lao trợ phủ nhật chiếu, sau có công đoạt cờ ở xích vĩ tính cả hai công trao tước thanh dương trấn nam khâm thử trong trấn thanh dương trọng huyền thắng đọc một hơi rồi ném quyển chiếu thư trong tay cho khương vọng đừng đứng đó nữa thanh dương trấn nam sau khi trận chiến ở dương quốc kết thúc hiện giờ đã là thời điểm chia các thành quả thắng lợi những người khác thì không cần nói chỉ bàn về khương vọng hắn đã được phong làm một thanh dương trấn nam đây chính là nam tước thực phong có lãnh địa không phải là thứ mà những hư tước có thể so sánh được chức quan các nước trong thiên hạ khác nhau, nhưng mà đại thể các tước vị đều khá tương đồng, đơn giản là dưới vương tước thì có công hầu bá tử nam. Nói ra thì cũng có dị quốc không đồng tình, cho dù đều là tiểu quốc, nhưng thành chủ của hữu quốc chỉ là lương thực cho quy thú, địa vị hiển nhiên kém xa thành chủ của dương quốc. Nhưng thật ra đại thể tước vị đều tương tự với thứ tự này, cho nên dị quốc gặp nhau thì đa số lấy tước vị để phán đoán địa vị. Chiếu thư sách phong này là do sứ giả đưa đến trong quân, công đầu đương nhiên là thuộc về trọng huyền trữ lương những nghỉ lễ nên có cũng đã kết thúc trong quân sứ giả đã về nước phục mệnh chiếu thư sách phong thì do trọng huyền thắng truyền thay với xuất thân của hắn ta thì tất nhiên đã nhìn quen những chuyện này nên cũng không quá coi trọng khương vọng nắm quyển chiếu thư sách phong này trong lòng cũng có chút cảm khái tính ra hắn phấn đấu nhiều năm ở trang quốc trước là ngoại viện sau lại vào nội viện học vị chưa thành còn chưa kịp kiến công lập nghiệp thì đã phải xa rời quê hương. Không ngờ hắn lại giành được một tước vị nam tước thực phong ở tề quốc. Hướng tiền thì không cần phải nói. Trúc Bích Quỳnh là người của tông môn quần đảo gần biển, không có cảm giác gì đối với hệ thống công huân của đại tề. Nhưng những người khác trong trấn sảnh thanh dương như Trương Hải, độc cô tiểu thì đều cảm thấy vinh dự lây. Về sau đại nhân chính là quý nhân hàng thật giá thật rồi. Trương Hải cười nịnh nói từ sau trận chiến Long Diện tập kích Trấn Thanh Dương, hắn ta đã mơ hồ bị đẩy ra khỏi trung tâm của Trấn Thanh Dương, làm tu sĩ siêu phàm hiếm hoi của Trấn Thanh Dương, địa vị của hắn ta cực kỳ xấu hổ. Nhưng ngặt nổi toàn bộ Dương quốc đều bị chiến tranh bao phủ, nên chẳng còn nơi nào an ổn hơn Trấn Thanh Dương, hắn ta cũng không có tự tin có thể đầu nhập vào nơi khác trong thời gian này. Hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục lăn lộn ở Trấn Thanh Dương, vì để Khương Vọng thay đổi cách nhìn, Hắn ta bỏ đi cách sống mơ màng hồ đồ của ngày xưa, không chỉ làm việc tích cực, cũng nịnh mọc hơi quá trớn. Tham sống sợ chết là chuyện thường tình của con người, nhưng bỏ ra cái giá bao nhiêu thì sẽ thu hoạch được bấy nhiêu. Hắn ta không có thực lực như hướng tiền hay dũng khí như độc cô tiểu, tất nhiên không chiếm được đãi ngộ như họ. Khương vọng cũng sẽ không vì chuyện hắn ta không ra sức trong lúc lâm chiến mà khắc nghiệt, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó là được. Chuyện lợi dụng hết giá trị cũng không dễ dàng nhưng khương vọng phải học cách thực hiện. Nam tước thực phong đương nhiên là quý tộc, đặc biệt hiện tại toàn bộ trấn vực Thanh Dương từ pháp lý đến thực tế đều đã hoàn toàn thuộc về khương vọng. Đây là kết quả do Trọng Huyền Thắng tranh thủ được. Đi vào nói chuyện đi. Hắn cho những người khác lui rồi dẫn Trọng Huyền Thắng vào tỉnh thất. Hiện giờ dịch khí trong toàn bộ Dương quốc đã bị Bạch Quốc Thánh chủ hút hết, tổn thương do dịch hạch tạo thành đúng là rất thảm thiết, nhưng chung quy thì người sống sót vẫn phải nhìn về phía trước trấn vực Thanh Dương là nơi khôi phục trật tự đầu tiên, hơn nữa thu nạp không ít lưu dân, thật ra đa số đều là bá tánh thành vực phụ cận di chuyển đến đây, chỉ là giả xưng là lưu dân, hiện giờ số dân cư được ghi lại trong danh sách trấn vực đã gần hơn 4 vạn. Xem như Khương Vọng đã ổn định ở trấn Thanh Dương, tuy rằng cá nhân hắn không chú trọng hưởng thụ, nhưng chỗ ở sinh hoạt vẫn cần được cải thiện. Hiện tại hắn sớm đã không còn chen chúc bên trong trấn sảnh, mà có riêng một gian nhã viện và nuôi một vài tôi tớ. Quản gia trong viện thì để tiểu tiểu kim nhiệm, chuyện của Khương vọng đều do nàng ta tự tay làm lấy, nàng ta cũng không chịu để người khác làm thay. Đối với Khương vọng mà nói, tỉnh thất dùng để tu luyện mới là chỗ thường ở, phòng ngủ lại rất ít dùng đến. Tỉnh thất nơi đây có phong cách rất giản dị, chỉ có bốn bức tường trống và một cái đệm hương bồ mà thôi. Cái trọng huyền thắng đang ngồi còn là đệm hương bỏ dự phòng. "Chúc mừng huynh, lại đánh cuộc thắng." Sau khi ngồi xuống, Khương vọng nói còn chưa tới lúc chiến thắng trọng huyền thắng khiêm tốn nói tuy nói như thế nhưng hắn ta lại không giấu được ý cười trên mặt từ trước đến nay triều đình tề quốc luôn rất hào phóng công lao lần này của huynh trừ một nam tước thực phong ra thì còn được thưởng trăm viên vạn nguyên thạch cùng với một đạo pháp bí truyền trong quốc khố trọng huyền thắng nói xong thì lấy ra một cái hộp rồi đưa qua đạo pháp là ta giúp huynh chọn huynh nhìn xem có thích hợp hay không trăm viên vạn nguyên thạch là một khoản tiền khổng lồ Đối với Khương Vọng mà nói, khoản này đã có thể trả lại số tiền khai mạch đang bật giáp cho Khương An An rồi. Đương nhiên, so với đạo Nguyên Thạch, đạo Pháp bí truyền quốc khố dù ra giá cũng không có người bán càng làm Khương Vọng để ý hơn. Xưa nay các công pháp đạo thuật mà triều đình tê quốc ban thưởng chia thành bí truyền quốc khố và bí truyền hoàng thất. Cái trước phổ biến mà phong phú, cái sau ít ỏi mà tĩnh túy. Nhưng cũng không thể nói bí truyền quốc khố không bằng bí truyền hoàng thất, chỉ là con đường tồn thu của chúng khác nhau mà thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ý nghĩa thể hiện trong cái tên, bí truyền quốc khố vốn là do tề quốc chinh chiến thiên hạ đoạt được, bí truyền hoàng thất thì đa phần là do hoàng thất tề quốc tự mình giành lấy, tương đương với sự khác nhau giữa công khố và tư khố. Có thể thu vào quốc khố thì nhất định không phải phàm vật, cộng thêm ánh mắt của trọng huyền thắng, tất nhiên không thể tìm ra vô dụng gì rồi. Khương Vọng cũng không cần nóng lòng, hắn tiện tay tiếp nhận cái hộp rồi để qua một bên, sau đó chuẩn bị hỏi ý tưởng tiếp theo của Trọng Huyền Thắng. Nhưng tên béo này lại ai 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 lên, Huynh phải lấy đồ rồi trả lại cái hộp trữ vật cho ta. Lát sau ta phải giao về nữa. Không phải vừa rồi Huynh nói triều đình Tê Quốc rất hào phóng sao? Hào phóng là hào phóng, nhưng cũng không ban thưởng tùy tiện. Trấn Thanh Dương cũng đã phong cho Huynh, bí pháp quốc khố cũng thưởng cho Huynh, còn có trăm viên vạn nguyên thạch nữa. Hộp trữ vật này có giá trị tương đương với trăm viên vạn nguyên thạch đó, còn có thể cho không huynh hay sao?" Trọng Huyền thắng trợn trắng mắt. Nhưng bởi vì đôi mắt quá nhỏ, cho nên cũng chẳng trợn lớn hơn được bao nhiêu. Khương Vọng cũng không xấu hổ, vừa chuyển đạo nguyên thạch vào hộp trữ vật của mình, vừa tức giận bất bình, "A, à, ta đã phải vào sinh ra tử." "Được rồi, được rồi, Trọng Huyền thắng Dương Dương tự đắc." Thanh dương trấn nam của huynh chỉ là bước đầu tiên, ca ca này đi một bước đã tính trước ba bước, hiểu không? Hắn ta thần thần bí bí mà nói, kế tiếp ta phải mưu cầu vị trí trấn phủ sứ nhật chiếu cho huynh. Khương vọng nhíu nhíu mày, ta mới đến đằng long cảnh, chỉ sợ không đủ khả năng. Trấn phủ sứ chính là chức quan lâm thời được định ra để xử lý tình huống như dương quốc, chức trách chủ yếu nằm trấn cùng phủ về cơ bản gần như cùng cấp với quận trưởng trong thời kỳ hòa bình. Nếu trong lúc nhậm chức xử sự, sự thích đáng, thực lực lại có thể đuổi kịp yêu cầu thì xem như nắm chắc được vị trí quận trưởng 89 phần 10. Nhưng tu vi của Khương Vọng mới đến đằng Long Cảnh. Quận trưởng ở Tề Quốc, ít nhất cũng khởi bước từ cường giả nội phủ thần thông hoặc ngoại lâu cảnh mới được. Mặc dù đây chỉ là quận trưởng Dương Quốc, nhưng cũng lấy nội phủ cảnh làm yêu cầu tối thiểu. Nếu chỉ bàn về tu vi thì Khương Vọng còn kém xa lắm. Cho dù là có công huân, cũng không đủ hừ hừ trọng huyền thắng đánh giá toàn bộ gian tỉnh thất này không phải tu hành ngày đêm tại đây không có khả năng hài hòa với hoàn cảnh như thế lấy thiên tư của huynh huynh lại nỗ lực như vậy không bao lâu sau sẽ có được thực lực độc chiến nội phủ như tống quang hơn nữa thần thông nội phủ của huynh như ván đã đóng thuyền tu vi đâu còn là vấn đề gì nữa còn về phần công huân giải trừ uy hiếp quận nhật chiếu lại đoạt được cờ tướng trước khi khởi chiến thì giữ an bình cho một phương sau chiến thị trấn an nhân tâm hiện giờ toàn bộ dương quốc người mà dân chúng tâm tâm niệm niệm trừ hoàng dĩ hành ra thì chính là khương vọng huynh chỉ là một trấn phủ sứ tạm thời thôi thì có gì mà không đủ hoàng dĩ hành mà trọng huyền thắng nói là người một thân một mình lao vào chiến trường lấy cái chết khuyên can hung đồ ngăn cản kế hoạch tàn sát dương vực của trọng huyền trữ lương danh vọng đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có ở dương địa được bá tánh coi là chúa cứu thế dương địa vừa mới được sáp nhập xuất phát từ suy xét trấn an nhân tâm, hiện tại người này đã là trấn phủ sứ quận Hành Dương. Nếu biểu hiện tốt thì ông ta chính là quận trưởng Hành Dương trong tương lai. Toàn bộ quan chức lớn nhỏ trong Dương quốc, kẻ thì chết người thì hàng. Nhẹ nhất cũng là giáng chức lưu lại chờ xét. Chỉ có người này là tiến thêm một bước so với trước cuộc chiến. Quận Hành Dương chính là cố đô của Dương quốc là nơi mà quận Xích Vĩ không thể so được. Điều này quả thực không thể không khiến người ta cảm khái. Hoàng Dĩ Hành chỉ dựa vào thanh danh cũng có thể lăn lộn ra được một chức trấn phủ sứ, trong thời kỳ Dương Địa làm lại từ đầu vào lúc này, có vẻ khương vọng cũng không phải là không thể. Có điều, tuy nói như vậy nhưng chỉ sợ Trọng Huyền Thắng cũng phải bỏ vào toàn bộ công huân của mình mới có thể thúc đẩy việc này. Hoàng Dĩ Hành có thể làm trấn phủ sứ quận Hành Dương, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là lấy thân phận quận trưởng Dương Quốc bỏ Giang Tà theo chính nghĩa, tuy là sau cuộc chiến, có ý nghĩa chính trị rất lớn nhưng một trường hợp khó diễn ra hai lần vì sao huynh không tự mình leo lên thương vọng hỏi trọng huyền thắng tự dẻo mà nói hình thể của ta quá lớn quá nổi bật thương vọng nói ai không biết ta và huynh là cùng phe có lẽ lực cản cũng không nhỏ trọng huyền thắng lắc đầu tuy huynh có thể đại diện cho ta nhưng chung quy huynh cũng không phải ta thương vọng lập tức tỉnh ngộ được một trấn phủ sứ ủng hộ và bản thân mang chức vị trấn phủ sứ tác dụng của chúng đối với cuộc cạnh tranh của trọng huyền thắng ở trọng huyền gia là hoàn toàn bất đồng lấy thực lực và căn cơ của trọng huyền tuân chẳng lẽ y không tìm được mấy quận trưởng ủng hộ hay sao nhưng trong cuộc cạnh tranh của hai bên thì họ cần giao đấu mọi phương diện từ thực lực thế lực tiềm lực địa vị tước vị thậm chí là quan chức nếu trọng huyền thắng có thể trở thành trấn phủ sứ lấy thực lực của hắn ta và khả năng của trọng huyền gia sau mấy năm trấn phủ thì vị trí quận trưởng tuyệt đối không chạy đâu được vậy thì hắn ta sẽ vượt mặt trọng huyền tuân về phương diện quan chức đến nay còn chưa nghe nói trọng huyền tuân có được chức vụ gì nhưng có thể suy ra là bất kể thế nào thì y cũng không có khả năng vừa vào quan trường đã lên được đại vị quận trưởng cho nên trọng huyền tuân tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra suy nghĩ cẩn thận mâu thuẫn bên trong trọng huyền gia là có thể lý giải vì sao trọng huyền thắng lại toàn lực ủng hộ khương vọng leo lên khi khương vọng nghĩ thông suốt những chi tiết này thì cũng đã dời hết đạo nguyên thạch vào hộp trữ vật của mình hắn cầm lấy cái thẻ ngọc cuối cùng trong hộp sau đó đưa cái hộp không lại cho trọng huyền thắng tâm niệm hơi động thì biết ngay thuật này có phẩm giai bậc giáp trung phẩm có liên quan đến hỏa nhưng cũng không phải là hệ hỏa mà là một đạo thuật liên quan đến tinh thần tên là đố hỏa Đạo thuật bậc giáp trung phẩm bình thường đều có liên quan đến cấp bậc nội phủ, nhưng nếu là liên quan đến thần hồn mà còn có thể vượt qua phi tuyết kiếp trong hồng trang kính thì Khương Vọng vẫn khá hứng thú. Lúc này, lại nghe Trọng Huyền Thắng hỏi, Huynh có biết trấn phủ sứ quận xích vĩ là ai không? Nhìn hắn ta cất cái hộp trữ vật đã rỗng đi, Khương Vọng hỏi, là ai? Cao Thiếu Lăng, Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng, biết Khương Vọng chưa chắc đã rõ, lập tức giải thích xuất thân từ tỉnh Hải Cao Thị kia. Hắn đột nhiên nhớ tới bài thơ do hứa tượng càng đọc lên lúc ở bên ngoài bí cảnh thiên phủ kia. Liều chết triền miên thì phú quý dài, lấy thân quyên quốc thì mang tiếng vô danh. Khương vọng không khỏi thở dài, có người trên giường thì dễ làm việc. Ha 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 ha, trọng huyền thắng cười ha hả, lời này nói hay lắm. Trong cuộc chiến diệt dương, tỉnh Hải Cao Thị đã không có công lao trù tính, lại không có công chiếm đất, cuối cùng lại được chia miếng bánh lớn như vậy, có thể thấy được làn gió bên gối của vị tỉnh quý phi kia lợi hại đến mức nào. đương nhiên, tỉnh Hải Cao có khả năng ăn được khối bánh lớn như vậy, tất nhiên là trải qua sự cho phép của Trọng Huyền Trử Lương. Ông ra sức ủng hộ cuộc chiến Dương Quốc, lại lấy được thắng lợi toàn diện. Cho dù là ai có suy nghĩ đối với lãnh thổ Dương Quốc thì cũng không được đi vòng qua hung đồ. Chỉ cần hung đồ nói một tiếng cao thiếu lăng kia có âm thầm bàn bạc với ông ta, vậy thì đã có được một phần công huân trao đổi chính trị trong đó thì không cần phải nói. Gió bên bối của tỉnh Quý Phi lợi hại mới tốt, rốt cuộc sau một phen trao đổi, có thể nói là họ đứng chung một trận tuyến. Vui đùa xong, Trọng Huyền Thắng nói, lần đại chiến này càng khiến ta ý thức được, thực lực mới là nền tảng cơ bản nhất. Lấy sức mạnh của Dương Kiến Đức, cộng thêm tà vật kia làm rối, thật ra chiến thắng này cũng không dễ dàng. Nghe câu nói này là biết nó chứa đầy nhã ý, Tên béo trọng huyền thắng giữ kín như bưng về bạch quốc đạo, chỉ lấy từ tà vật kia để thay thế. Chứng minh câu mối thù muôn đời bất diệt đã làm hắn ta có ấn tượng khắc sâu. Tuy Khương Vọng không muốn nói đến chuyện cũ, nhưng vẫn giải thích với bằng hữu của mình, đó là thân thể đạo tử mà bạch cốt tà thần đã chiếm cứ khi buông xuống. Thành vực phong lâm quận Thanh Hà ở Trang Quốc mà ta sinh ra và lớn lên, đã bị hủy diệt trong lần hắn ta buông xuống đó. Chỉ một câu vô cùng đơn giản, nhưng sinh tử huyết hận trong đó, khó có thể nói ra hết được. Hảo huynh đệ, huynh và ta ra sức tu hành, chưa chắc ngày nào đó không thể cùng đi vào U Minh, giết tà thần này. Trọng huyền thắng vỗ vai hắn rồi nói. Trước cuộc chuyện này còn quá xa xôi. Cho nên tên béo này lại chuyển đề tài mà nói, lần đại chiến này, lựa chọn tốt nhất của đại soái chính là chờ bạch cốt tà thần kia hoàn thành tế luyện, thông dong rời đi. Lại dẫn quân cùng quyết đấu chiến tranh mới kết thúc không lâu, danh xưng đại soái này cũng nhất thời chưa sửa lại được. Cái này thể hiện được cái nhìn đại cục của đại soái. Đúng vậy, ban đầu có thể là sai lầm quân sự đơn thuần, nhưng nhìn ra lâu dài, chưa chắc đã là sai. Nhưng nguyên nhân cuối cùng là do quân ta cường đại, có tư cách phạm sai lầm. Lời nói này rất có lý, Khương Vọng suy nghĩ, sau đó nói, không quá ba đời để thay đổi phong tục, nơi đây sẽ thật sự trở thành đất đai của tề quốc đại soái đánh hạ được dương quốc cho tề mở rộng thêm ba quận thu hoạch lần này của đại soái không nhỏ đúng không đã định việc phong hầu rồi trọng huyền thắng nhịn không được mặt mày hớn hở tức danh được định là viễn chỉ một tước danh này đã thể hiện rõ giả tâm và sự nể trọng của tề đế đối với trọng huyền trữ lương nhưng ngay sau đó tên béo này lại chợt mất mát siết chặt nắm đấm lại hầu vị này đã đến muộn 30 năm khương vọng vẫn luôn rất nghĩ hoặc lấy công lao đầu trong việc phá hạ năm đó của trọng huyền trữ lương, sao lại không được phong hầu. Lại nghe trọng huyền thắng nói, năm đó bởi vì một chút chuyện trong gia tộc, làm liên lụy đến thúc phụ. Khiến cho ông vốn có công cao to lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ được một vị trí thận hoài bá. Hai chữ thận hoài không phải từ mang nghĩa xấu gì, nhưng đặc chung với hung đồ thì ý cảnh cáo rất rõ ràng. Khó trách, Diệp Dương đúng là công lớn, tuy Dương kiến đức rất khó đối phó, nhưng lấy sự cường đại của tề quốc thì triều đình tề quốc cũng khó tránh khỏi coi khinh chỉ sợ lúc thưởng công cũng không quá được chú trọng sở dĩ trọng huyền trữ lương có thể dùng một trận chiến để phong hầu có lẽ là vì công huân thời trẻ không thể thưởng hết cũng chưa chắc không phải là tề đế có ý bồi thường bản thân huynh thì tính toán thế nào khương vọng hỏi trọng huyền thắng sớm đã suy xét rõ ràng thực chất lấy không được tước vị không có ý nghĩa gì ta thấy có thể tìm cơ hội nào để chen vào tắc hạ học cung học chút gì hay không? Trên lệch lớn nhất hiện giờ giữa ta và Trọng Huyền Tuân vẫn là ở Tu Vi. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, mục tiêu của hắn ta là vị trí gia chủ của Trọng Huyền Thị. Xưa nay gia chủ Trọng Huyền Gia có thể đạt được vị trí hầu tước. Bàn về tước vị, xưa nay tước vị thực phong hơn hẳn hư tước, mà thừa kế tước vị từ gia tộc thì hơn hẳn so với tước thực phong bình thường gia chủ trọng huyền gia chính là thừa kế hầu tước thực phong từ gia tộc đất phong là đất đai của gia tộc trọng huyền vinh quang đó không phải tầm thường cho nên trọng huyền thắng không để mắt đến tước phong bình thường mà tắc hạ học cung là nơi tu hành nổi danh nhất tề quốc cũng không thuộc về tông môn nào mà nó gần như là của cả đế quốc ở nơi đó có rất nhiều nhân vật cấp tông sư trên cả nước thay phiên dạy học nó còn có danh xưng là long môn tề địa nếu có thể vào học cung này tu hành vậy thì tựa như cá nhảy long môn, chẳng khác nào thoát thai hoán cốt. Nhưng bình thường nó lại không mở ra cho bên ngoài. Bất kể là vương công quý tộc hay là hoàng tử hoàng tôn, kẻ không có công với quốc gia thì không thể vào học cung này. Khương Vọng Hiếu Kỳ hỏi, ai cũng nói tắc hạ học cung là long môn của tề địa, đến tục cùng trong đó có bí ẩn gì? Điều đầu tiên, tông môn lớn nhỏ trên đất tề, phàm là cường giả từ ngoại lâu cảnh trở lên, mỗi năm phải bước vào giảng lâu của tắc hạ học cung thay phiên giảng dạy một tuần bất kể người tu hành nào bước vào tắc hạ học cung nếu có nghi nan có thể tùy ý thỉnh người trong giảng lâu giải thích nghi hoặc bất cứ người nào cũng phải dùng hết khả năng dốc lòng giải thích nghĩ hoặc nếu có kẻ không thành thật không nói đúng không rõ ràng người đặt câu hỏi có thể phản ánh lên học cung bất cứ lúc nào một khi thẩm tra đúng sự thật thì lập tức nghiêm trị chỉ hành động này thôi đã là cực kỳ đáng giá thương vọng khen. Hắn biết rõ đau khổ khi không có danh sư. Điều thứ hai à. Nói lên Tắc Hạ Học cung, Trọng Huyền Thắng cũng có tự hào vì bản thân là người tề, bên trong học cung, ngoài nguyên khí nồng đậm ra thì còn có quốc vận to lớn, nếu tu hành ở đó thì dù có ngồi không, cũng có thể thu được hiệu quả làm ít mà được nhiều. Quốc vận to lớn. Đặc biệt là cường quốc thiên hạ như Tề quốc, nếu tu hành sẽ có cảm nhận gì? Cương Vọng nhìn không được cũng có chút mong mỏi. Thứ ba, Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên cười, không nói, để tránh huynh kích động. Thành dẫn quan ở Dung Quốc. Tình cảnh gần đây của Đại tướng Trấn Thành tỉnh giả rất xấu hồ. Lúc hắn ta dũng cảm vạch trần dịch hạch ở Dương Quốc thì Dương Quốc vẫn là minh hữu kiên định của Tề Quốc. Hắn ta làm như vậy, không phải không có dụng ý âm thầm đã kích thế lực của Tề Quốc. Nhưng hắn ta lại không nghĩ đến Tề Quốc coi đây là nguyên nhân, trực tiếp ra binh tấn công Dương quốc, biến nước phụ thuộc trên danh nghĩa thành tề thổ trên thực tế. Cho nên hành động này của tỉnh giả đã trở thành không biết đại thể, không màng đại cục trong miệng một số người. Mà nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ, lãnh thổ Dương quốc đã trở thành đất đai của tề quốc nên Dung quốc cũng thành nước giáp biên với tề quốc, tình thế hết sức nguy hiểm. Dương quốc của hôm nay rất có thể chính là là ngày mai của Dung quốc. Tuy rằng bá chủ trung vực là cảnh quốc và cả một quốc bắc vực, đều ủng hộ lúc âm thầm, khi công khai với những tiểu quốc đông vực này, cũng giống như việc tề quốc cũng ủng hộ một vài tiểu quốc ở trung vực, bắc vực. Nhưng mà khi tề quốc thật sự lấy đại thế đè xuống, để danh tướng như trọng huyền trữ lương lĩnh quân xuất chinh, thì dù là một hay cảnh, thực sự có tự tin đánh một trận quốc chiến với tề quốc ở đông vực hay sao? Sở dĩ dương kiến đức dùng hết quốc lực muốn đánh một trận đại quyết chiến là bởi vì ông ta hiểu rõ chỉ có thể lấy một lần thắng lợi mới có thể tranh thủ được nhiều sự ủng hộ nếu thay đổi vị trí dung quốc thật sự có thể làm được đến mức như dương kiến đức hay sao đáp án này gần như khiến người ta sợ hãi không nhắc đến việc triều đình dung quốc âm thầm tăng mạnh lực lượng các quận biên thành như thế nào thì sau khi đại chiến tề và dương kết thúc biên cảnh hai nước dương dung cũng có vẻ gió êm sóng lặng phần lớn bá tánh tầng dưới chót chỉ nhớ thương một ngày ba bữa cơm không quan tâm mấy đối với tình thế thiên hạ trên lầu hai một khách điếm nào đó trong thành một nam tử tuổi trẻ gương mặt bình thường đứng dựa vào cửa sổ, nhìn người đi lại trên đường, có chút thất thần hoảng hốt. Sinh hoạt của bọn họ vẫn bình thản như vậy, không hề hay biết nguy hiểm tới gần, không rõ tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Trong phòng, Lưu Hoài có dáng chồng râu ngồi bên cạnh bàn, nghe vậy chỉ lạnh lùng nói, đều là một vài ngu dân, tiện dân. Chờ đến khi quân Tề tấn công tới, ai trong bọn chúng cũng cúi đầu nghe theo vẫy đuôi lấy lòng còn không bằng cả con chó tất nhiên nam tử nhìn ra ngoài cửa sổ chính là dương huyền sách nghe thấy lời này của lưu hoài hắn ta chỉ tiện tay đóng cửa sổ lại đối với bá tánh bình thường mà nói bất kể quân chủ là họ dương hay họ khương thì có gì khác nhau chứ nếu quân vương họ khương có lẽ sinh hoạt của bọn họ còn có thể càng an ổn hơn một chút lưu hoài vừa kinh vừa giận mà nhìn hắn ta nhưng gã ta nghĩ đến đây là huyết mạch cuối cùng của dương thị Cuối cùng chỉ có thể nói, ngài. Sao có thể nói như thế? Dương Huyền Sách bước ngược lại, cũng ngồi xuống bên cạnh bàn, thuận tay đổ một ly trà cho mình, thế nào? Dương Quốc cũng đã vong, công công còn không nghe được lời nói thật. Công tử im đi. Lưu Hoài vội la lên, hiện giờ không thể không cẩn thận. Lão nô chết không đáng tiếc, nhưng ngài lại gánh trên vai gánh nặng ngàn quân. Ngươi nhìn xem, Dương Huyền Sách mang theo chút tự dễu mà cười. Ngươi và ta như chó nhà có tan, ngay cả gương mặt thật cũng không dám để lộ, tên thật cũng không dám nói ra, thân phận ngày xưa càng phải che lấp giữ kín. Ngươi và ta còn như thế, còn có thể cưỡng cầu những tiểu dân đó tận trung vì nước hay sao? Lưu Hoài nói không nên lời. Thế đạo này, vốn cũng không có ai nợ ai. 20 vạn tướng sĩ chết dưới đồ đao của hung đồ lại nên mắng ai đây? Mắng phụ thân ta hay sao? Bệ hạ đã chảy cạn giọt huyết cuối cùng vì nước, Sao ngài có thể? Dương Huyền sách duỗi tay cắt ngang lời gã ta, "Cầu nhân đắc nhân, chỉ thế mà thôi." Được rồi, được rồi, Lưu Hoài có chút nản lòng thoái chí, nhưng sau khi bình tĩnh lại, gã ta vẫn lấy một viên đá màu vàng và một quyển gia thú cổ xưa từ hộp trữ vật ra. "Đây là thứ ta mang ra từ trong cung. Ngài muốn học bộ nào?" Trên gia thú ghi chép văn tự dùng máu viết thành, trải qua vô số năm tháng, huyết sắc kia vẫn đỏ thắm như lúc ban đầu. Chỉ thoảng liếc nhìn văn tự huyết sắc này một cái thôi đã cảm nhận được sự rung rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn, khiến người ta có thể nhận thấy rõ được sự khủng bố và cường đại trong đó. Tất nhiên đây là diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Nhưng Dương Huyền Sách chỉ đảo mắt qua một cái thì không nhìn nữa, hắn ta đưa mắt nhìn vào viên đá màu vàng kia. Hắn ta chợt cười, Đại Nhật Kim Diễm Quyết, ngày xưa làm gì đến viên của ta? Đại Nhật Kim Diễm Quyết là bí truyền của Dương thị, chỉ truyền cho thái tử các đời. Lúc trước Dương Huyền Cực cũng học nó xong, mới được coi là trữ quân không thể tranh cãi trong triều đình Dương quốc. Tập được công pháp này, tức là người tiếp nhận Tông Miếu Dương thị. Nhưng mà hiện giờ Tông Miếu của Dương thị đã bị dân chúng thành chiếu hành tự phát phá hủy trước khi đại quân tiến vào, vậy còn tiếp nhận như thế nào đây? Muốn cúng tế cũng không tìm ra chỗ được. Sở dĩ người sáng suốt đều không tin cách nói tự phát này chính là vì lúc đó khi hoàng dĩ hành cứu dân trấn phủ buôn ba chiêu hàng tại quận hành dương đã hủy bỏ luôn tông miếu dương thị mà không chờ đến lúc tề quân động thủ tất nhiên đây cũng là một công tích của ông ta nhưng mà dương quốc đã diệt muôn ngựa im tiếng phía tề quốc sẽ càng không nói gì về chuyện này thấy vậy chỉ càng thêm vui mừng mà thôi làm huyết mạch của dương thị học đại nhật kim diễn quyết vậy thì phải thừa kế trách nhiệm hắn ta tự nghĩ nếu mình đổi chỗ với phụ vương dương kiến đức nhiều nhất cũng chỉ khoan dung với bá tánh một chút hoặc có thể được lòng dân một chút nhưng nếu muốn kéo dài xã tắc dưới sự theo dõi của tề quốc vậy thì tuyệt đối không có khả năng càng đừng nói xã tắc lúc này đã tan tành nếu muốn trùng kiến tông miếu chỉ bằng trông cậy vào liệt tổ liệt tông của dương thị chết mà sống lại thì càng đơn giản hơn nhưng điều hắn ta bất ngờ chính là lưu hoài chỉ nói bệ hạ nói bệ hạ sẽ không yêu cầu ngài làm cái gì chỉ một thứ, ngài ấy bảo lão nô tặng vật này cho ngài. Một miếng ngọc bội hình rồng được đặt lên bàn. Chỉ cần đảo mắt qua một cái, đã có thể nhận ra đây là phối sức mà Dương Kiến Đức mang theo bên người. Không biết đã bao nhiêu lần, hắn ta tránh ở bên cạnh mẫu thân, trộm ngẩn đầu nhìn người nam nhân uy nghiêm lại lạnh nhạt kia, luôn chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng và long bội này mà thôi. Sự chua xót và cái nhìn chăm chú khi đó đã bị chú ý hay sao? dương huyền sách né tránh không nhìn cái nào cả chỉ cúi đầu nhìn chén trà nhưng từ mặt nước trong ly hắn ta thấy hai mắt mình không biết khi nào đã đỏ ửng lên hắn ta nhắm mắt lại khi mở ra đã có vẻ thực bình tĩnh hắn duỗi tay lấy đi mảnh ngọc bội và viên đá màu vàng đại diện cho đại nhật kim diễm quyết kia đừng nói đến trung nghĩa tiết chí gì chỉ có dương thị ta nợ bá tánh dương quốc chứ bá tánh dương quốc không nợ dương thị ngươi tự do hắn ta nói với lưu hoài cho đến hiện nay, đây là người duy nhất còn lại vẫn trung thành và tận tâm với Dương Kiến Đức. Trước giờ, Dương Huyền Sách không có thiện cảm đối với tên thái giám này, nhưng quốc gia cũng đã không còn, không cần lại bị trói buộc bởi quốc sự gì nữa. Nói xong, Dương Huyền Sách đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Hoài chỉ hỏi, "Công tử có tính toán gì không?" Tuy chuyện khôi phục tông miếu xả tắc là không có khả năng. Dương Huyền Sách ngừng bước chân lại, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, nhưng làm nhi tử dù sao cũng phải làm chút gì đó cho người phụ thân đã chết trận. Dương huyền sách rời đi. Hắn ta đóng cánh cửa phòng khách lại, cũng đóng hy vọng cuối cùng của Lưu Hoài lại. Cho dù bản thân gã ta cũng biết, cái gọi là hy vọng kia là xa vời như thế nào. Cứ trốn ở biên thành dung quốc bên ngoài quốc cảnh của Dương quốc, đây là ý kiến của Dương huyền sách. Kiếp sống hoang đường trong thiên hạ lâu trước kia đã giúp hắn ta có chút thành tựu với việc giấu kín hành tung dấu vết mà bản thân lưu hoài lại hoàn toàn không có phương hướng di mệnh của dương kiến đức là bảo gã ta tìm được dương huyền sách dẫn hắn ta rời khỏi dương quốc nhưng lại không nói kế tiếp phải làm như thế nào nếu nói nhất định phải có một mục tiêu gã ta muốn dương thị phục quốc muốn tông miếu dương thị không bị cắt đứt muốn dương kiến đức dưới cửu tuyền có thể được an lòng có thể nhận được hương khói không đứt quản. nhưng thật ra bản thân gã ta cũng hiểu chuyện mà sinh thời dương kiến đức cũng không thể làm được sau khi ông ta chết càng không có khả năng làm được ngay cả dương huyền sách người duy nhất có tư cách kéo dài tông miếu dương thị cũng thờ ơ đối với kế hoạch lớn này gã ta chỉ là một lão thái giảm mất vô mất cả nước lại có thể làm cái gì đây ngươi tự do dương huyền sách lấy thân phận huyết mạch duy nhất còn lại của dương kiến đức tuyên cáo gã ta đã tự do nhưng mà tự do là cái gì những ngày tháng nhắm mắt theo đuôi thận trọng chờ đợi chẳng lẽ không phải tự do sao gã ta vào cung đã bao nhiêu năm bản thân gã cũng không nhớ nổi nữa gã chỉ nhớ rõ một chuyện năm đó quốc quân vẫn còn là hoàng tử lúc vào cung yết kiến tư thái của ngài đã bất đồng với người khác long hành hổ bộ nghiễm nhiên coi mình mới là chủ nhân nơi đây sau đó thì quả nhiên ngài ấy gần như không chút chướng ngại nào mà ngồi lên long ỷ vị hoàng tử sau lưng mơ hồ có tề quốc duy trì kia không gây lên được chút bọc nước nào khi đứng trước mặt ngài ấy gã ta cũng còn nhớ năm đó quốc quân bệ hạ nhìn thấy gã ở trong cung nói là trông có vẻ quen mắt sau đó tùy ý chọn gã đi theo hầu gã ta đương nhiên nhớ rõ lần đầu tiên lên đại triều sau khi kế vị quốc quân bệ hạ đã nói với gã quốc gia này đã thối nát rồi nhưng cho dù là trái cây thối ngài ấy cũng muốn làm nó mọc rễ nảy mầm trở thành đại thụ che trời gã ta nhớ rõ khi thái tử vừa mới sinh ra lần đầu tiên gã nhìn thấy quốc quân rơi lệ quốc quân khóc nói chờ trăm năm sau cô nhất định không để con mình như thế nhưng mà gã cũng nhớ quốc quân khí phách hăng hái ngày nào đã từ từ tinh thần sa sút ra sao gã chứng kiến tất cả cảm nhận được tất cả cũng nhấm nuốt tất cả hiện tại quốc quân không có thái tử đã chết tiểu vương tử cũng đi rồi phòng khách đã trở nên trống trải chỉ có cuốn sách gia thú trên bàn còn đang lưu động huyết quang lưu hoài mấp máy môi Cuối cùng cũng không phát ra một tiếng thở dài. Điều làm gã ta sợ hãi chính là, gã phát hiện ánh mắt mình lại không tự chủ được mà nhìn về hướng quyển sách gia thú kia. Mà quyển gia thú kia, không biết khi nào, đã lặng lẽ mở ra. Diệt Tình Tuyệt Dục Huyết Ma Công. Thứ làm Lưu Hoài sợ hãi, cũng không phải ma công này diệt sạch nhân tính thế nào, đáng sợ thế nào, khiến người người căm hận ra sao. Mà là gã ta phát hiện, gã không thể khắc chế dục vọng học tập ma công này gã ta không có thân thích không có bằng hữu, cũng không sợ diệt tình tuyệt dục. Nhưng nếu nói còn có ràng buộc gì thì đó chính là di mệnh của Dương Kiến Đức, chính là tâm tình phải bảo vệ Dương Huyền Sách. Gã ta đã từng kiến thức Dương Kiến Đức giết sạch tông thất, tàn sát thân sinh nhi nữ như thế nào. Ngay cả hùng tài như Dương Kiến Đức mà cuối cùng cũng không tránh được. Nếu gã ta tu luyện ma công này, chỉ sợ sẽ có một ngày, gã không thể không đi giết chết Dương Huyền Sách nhằm chặt đứt ràng buộc duy nhất ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu đã làm gã ta cảm thấy bất an đó là huyết mạch duy nhất còn lại của quốc quân bệ hạ sao gã ta có thể làm vậy lưu hoài siết đôi tay thành trảo rớt đạo nguyên vào lập tức xé quyển sách gia thú này thành rất nhiều mảnh nhỏ làm như thế mà vẫn chưa thể yên tâm gã ta lại nâng lên một ngọn lửa cực nóng thiêu tấm gia thú ghi lại ma công này thành tro tàn nhưng mà gã ta hoảng sợ phát hiện những chữ bằng máu trên tấm da thú kia lại hiện rõ ra trong đầu mình, gã nhớ rõ rành mạch mỗi một chữ trong diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Trăm ngàn hình ảnh chuyển qua trong đầu Lưu Hoài. Trong chốc lát là cảnh dương kiến nước đại khai sát giới trên điện, tự tay diệt sát con cái có quan hệ huyết thống. Trong chốc lát là cảnh Lưu Hoài này đã luyện ma công đại thành, thay chủ báo thù, đánh vào lâm truy, máu rửa tề cung, giết chết lão nhân họ Khương kia ngay tại chỗ. Trong chốc lát, là gã ta đứng trước thi thể của Dương Huyền Sách, mà cố chủ Dương Kiến đứt máu me đầy mặt nhìn gã ta trừng trừng, cẩu nô tài, cô kêu ngươi bảo vệ nhi tử còn sót lại của cô, sao ngươi lại giết nó? Sa! Lưu Hoài tránh thoát ra từ ảo giác điên cuồng, thở hỗn hển kịch liệt. Trên mặt, trên người gã đã bị mồ hôi dày đặc bao phủ. Nhưng những văn tự huyết sắc kia, lại lăn qua lộn lại chảy xuôi trong đầu, càng lúc càng rõ ràng. Không, không, ta không thể. Gã ta điên cuồng mà hô to vài câu, bỗng nhiên trở tay tung một chưởng, đánh cho chính mình nổ tung. Một màu đỏ trắng chảy đầy đất. Thi thể của Lưu Hoài nằm ngã trên mặt đất, nhưng da thịt trên người gã ta đều lỏng xuống, không còn loại căng thẳng dưới trạng thái sợ hãi như lúc nãy nữa. Nhưng mà, cửa sổ đóng lại, nhưng không biết một luồng gió từ nơi nào chui vào. Cơn gió này cuốn lên quyển sách gia thú đã cháy thành tro tàn trên bàn, sau đó nhẹ nhàng vẫy lên thi thể của Lưu Hoài cho tàn kia dần dần biến mất, thi thể của Lưu Hoài cũng chậm rãi tan ra. Đến cuối cùng, trên mặt đất không còn lại chút vết bẩn đỏ trắng nào nữa, cũng không có máu thịt xương tủy nào. Chỉ có bộ quần áo sinh thời mà Lưu Hoài đã mặc và trên đống quần áo đó có. Một quyển sách gia thú cổ xưa. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công nhất lên gần sống ở Dung Quốc, nhưng lại không có ảnh hưởng đến dương vực. Bá tánh nơi này đang nên đón sự thống trị của tề quốc trong thấp thỏm lo âu nhưng họ lại nhanh chóng thích ứng. Điều này đương nhiên là do rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như Hoàng Dĩ Hành là sống lưng cuối cùng của triều đình Dương quốc, thí dụ như Thanh Dương Trấn Nam nhân nghĩa vô song. Hai người đều ra sức để cản lại giao mổ của hung đồ, Hoàng Dĩ Hành bảo đảm quận Hành Dương An Bình, Khương Vọng thành lập nên thế ngoại đào nguyên ở thành vực gia thành quận Nhật Chiếu khi đang quốc loạn. Cả hai bên đều cứu được vô số người sống. Đương nhiên, sở dĩ thanh danh của khương vọng có thể đuổi kịp hoàng dĩ hành chủ yếu ở chỗ trọng huyền thắng dùng hết sức để tạo thế hiện giờ tại ba quận của dương địa chỉ có vị trí trấn phủ sứ quận nhật chiếu còn đang lơ lửng chưa quyết định có thể thấy được bị cản trở rất mạnh nhưng tiếng hô về khương vọng trong dân gian đã rất lớn đối với điều này khương vọng cũng có chút mong đợi sau khi nhận được tước vị thanh dương trấn nam hắn mới thật sự hưởng thụ được chỗ tốt mà trấn vực thanh dương phụng dưỡng ngược lại hắn tước vị quan chức chưa bao giờ chỉ là vinh dự đơn giản nó liên quan mật thiết đến sự thống trị của một triều đình đối với quốc gia nói một cách tương đối tất nhiên cũng có thể hưởng thụ được sự bổ ích của quốc vận từ nó cụ thể thì nói đến một chức quan nào đó nó ảnh hưởng đến quyền lực quan viên cũng quyết định quan viên đó có thể tiếp nhận được đáp lại tỷ như tịch mộ nam có thể lấy ấn thành chủ gia thành triển khai sắc lệnh đó là mượn dùng dân tâm của gia thành hội tụ dân tâm không chỉ có thể dùng để chinh phạt, mà trên thực tế nó còn có thể trợ giúp tu hành. Lấy bản thân Khương Vọng làm ví dụ. Hắn đã sớm hoàn thành khống chế thực tế đối với trấn vực Thanh Dương, nhưng còn chưa hoàn thành phần lễ nghi, không thể danh chính ngôn thuận. Chỉ ở kiếp nạn hồn hãm phi tuyết, hắn mới bất ngờ nhận được đáp lại. Nhưng nói cho cùng thì vẫn không phải phương pháp chính thống. Một lá lý văn xích kỳ kia vốn có thể giúp hắn tụ hợp lại dân tâm dân ý, để hắn sử dụng, đáng tiếc còn chưa kịp hoàn toàn bình định trấn vực thanh dương thành nhất thể thì đã bị hủy bởi tay long quốc diện giả nhưng hiện giờ dương địa đã trở thành đất tề triều đình tề quốc ban một chiếu thư xuống khương vọng thành chủ nhân danh chính ngôn thuận của trấn thanh dương cái gọi là dân tâm dân ý trầm rồi lại nổi hiện giờ hắn mới thật sự có thể lý giải lời này mà biểu hiện trên con đường tu hành dân ý thuộc về trấn vực thanh dương đang thời thời khắc khắc chảy vào tước ấn của hắn đó là một con dấu nho nhỏ rộng bằng hai ngón tay cao hai đốt ngón tay có khắc âm bốn chữ thanh dương nam ấn đặt ấn bội này ở bên người có thể cảm nhận được sức mạnh thần hồn được tẩm bổ rồi từ từ lớn mạnh đương nhiên quá trình này cực kỳ chậm chỉ là nếu có thể tích lũy từ năm này sang tháng nọ thì cũng có tiến bộ khả quan mà nếu có thể có được vị trí trấn phủ sứ quận nhật chiếu xây dựng tốt nơi đây vậy có nghĩa là sẽ có càng nhiều dân tâm dân ý giúp cho thần hồn lớn mạnh nhanh hơn Sở dĩ rất nhiều quan liêu ngồi lên vị trí này nhưng lại không chăm lo chính sự, không phải vì không nhìn ra những điểm tốt ấy, mà là vì sự phụng dưỡng này quá mức chậm chạp chẳng khác nào khe nhỏ sông dài, nhưng nếu họ tham lam, dùng sưu cao thuế nặng thì thường có được thu hoạch như dựng sào thấy bóng. Nói thẳng ra, quốc vận càng hưng thịnh, quan viên càng cần tâm với dân thì đó chính là kế lâu dài. Thực lực quốc gia càng bấp bên thì càng nhiều quan liêu thiển cận bởi vì căn bản không thể xác định mình có thể thu hoạch được lâu dài hay không họ chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền của phi nghĩa rồi chạy tục ngữ có câu cường quốc văn sĩ định sơn hà phá quốc văn quan không bằng gà cũng mang ý nghĩa như vậy câu này đã nói rõ sức mạnh mà hai bên điều động được không cùng một cấp bậc cũng chứng minh phụng dưỡng hai bên nhận được khác nhau như trời với đất mà trở lại sự thống trị của tề quốc đối với dương địa theo khương vọng nhìn nhận sở dĩ bá tánh dương địa có thể nhanh chóng tiếp nhận sự thống trị của tề quốc như vậy tất nhiên là do tề quốc đã thẩm thấu dần từ năm này sang tháng nọ dân phong dân tục từ từ bị đồng hóa đây cũng là hiệu quả do kế sách lúc trước của yến bình mang lại nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất đó chính là sau khi quân tề hoàn thành sự thật chiếm lĩnh toàn cảnh dương vực điều đầu tiên họ làm là dọn dẹp toàn bộ hung thú trong lãnh thổ giải quyết vô số tai họa hung thú mà bá tánh dương vực thống hận đa số bách của dương vực gần như cả đời không bước ra khỏi dương địa, lần đầu tiên bọn họ phát hiện, thì ra hung thú có thể được quét dọn sạch sẽ, đất hoang cũng không còn nguy hiểm nữa, đạp thanh không phải chỉ có thể tiến hành ở mấy dặm vùng ngoại thành. Họ cảm nhận được sinh hoạt an ổn của người tề quốc. Điểm này, có lẽ bản thân người tề cũng không cảm thấy gì. Nhưng từ trang quốc đến dương quốc, Khương Vọng đã tự mình trải qua sự oanh liệt ở thành Tam Sơn, thấy được vô số tình cảnh bi thảm, hắn hiểu rõ cảm nhận này nhất. Nếu có quốc gia nguyện ý thanh trừ tai họa hung thú thì những thành chủ toàn tâm toàn ý vì bách tính như đậu nguyệt mi kia còn có thể trung thành đối với trang quốc hay sao? Chuyện hung thú, tuy là việc phổ biến, là việc thường thấy, nhưng sau lưng có liên quan đến quá nhiều bí mật. Đến nay Khương Vọng cũng không thể hiểu được những căn nguyên trong đó, hỏi trọng huyền thắng thì hắn ta cũng không nói tỉ mỉ, thật khó có thể hiểu được. Trấn Thanh Dương, bên trong tỉnh thất. Khương Vọng chậm rãi thu công, khống chế đạo mạch đằng long bay trở về thiên địa cô đảo kết thúc đợt thăm dò hải dương khu kiền hôm nay tuy sương mù mông muội đáng sợ nhưng hắn đã ghi khắc hết những khu vực thăm dò được vào trong lòng tạo thành địa đồ mà chỉ một mình hắn biết sau khi thăm dò được càng ngày càng nhiều vị trí sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu kiền hải khi phương hướng đều nằm trong lòng mức độ đáng sợ của sương mù mông muội sẽ giảm xuống cực thấp Lão gia tiếng nói của độc cô tiểu vang lên ở ngoài cửa. Nàng ta là người hiểu chuyện, sẽ không tùy tiện đến đây quấy rầy lúc Khương Vọng tu hành. Chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Có một lão hòa thượng chờ ngài ở trong viện. Hòa thượng? Khương Vọng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngoài thái hư huyễn cảnh và các phe nhân mã đều đã giao thủ ra, hắn không nhớ mình đã từng tiếp xúc gì với người của Phật môn ở hiện thế. Mà còn là một lão hòa thượng nhưng hình như độc cô tiểu cũng rất ngơ ngác lão ta nói có duyên với lão gia. Đại chiến dương vực đã ngừng, sẽ có vô số những kẻ thuộc các thế lực lần lượt nổi lên, khương vọng không thể không thận trọng ứng phó. Hắn lập tức dừng tu hành, đi theo độc cô tiểu đến tiền viện. Bản thân hắn không có quan hệ hữu dụng nào nên chỉ đành nhờ trọng huyền thắng mô hộ khai mạch đan để thực hiện hứa hẹn giúp độc cô tiểu khai mạch lúc trước, chắc khoảng vài ngày nữa là xong. Những bố trí bên trong viện này, Khương Vọng cũng chưa từng phải phí tâm, chúng đều do độc cô tiểu lo liệu. Hắn không để ý đến những chuyện này lắm, nhưng cũng thật sự cảm thấy tai mắt thoải mái hơn rất nhiều. Khách đến đang chờ ở tiền viện. Đây là một lão tăng mặt vàng khô gầy, mặt tăng y thô nhám, dẫm trên một đôi giày rơm lộ ngón chân, trong mấy ngón chân còn có cả cấu đen. Lúc Khương Vọng đánh giá lão, lão cũng đang đánh giá Khương Vọng. Đại sư đến đây vì chuyện gì? Khương Vọng hỏi lão tăng mặt vàng dựng một tay lên hành lễ, bần tăng đến vì chữ duyên. Khương vọng không đáp lại lời lão, không nói lời hàm ý sâu xa gì với lão, chỉ cố ý nói, nếu là hóa duyên ta có thể an bài cơm chay. Lão tăng mặt vàng khẽ gật đầu, như thế thì làm phiền thí chủ. Khương vọng, nếu chỉ là hóa duyên, tất nhiên độc cô tiểu đã sớm an bài. Lão tăng này chờ đến hiện giờ, tất nhiên là có mục đích gì khác. Hơn nữa khí cơ của người này như có như không, tu vi sâu không lường được. Khương Vọng không muốn gây chuyện vô ích, dưới tình huống địch ta không rõ cũng tận lực khắc chế lòng hiếu kỳ. Cho nên hắn cố ý dùng hóa duyên đi chặn họng lão, không ngờ lão tăng này lại mượn dốc xuống lừa. Muốn hóa duyên thật. Tốt xấu gì Khương Vọng cũng là chủ của trấn vực Thanh Dương, vẫn cung cấp được một bữa cơm chay. Có điều, khi nhìn thấy đống chén càng chồng càng cao kia, sắc mặt độc cô tiểu dần dần tệ đi trông thấy nàng ta đã từng sống ngày tháng cơ cực rất hiểu đạo lý cần kiệm quản gia ngày xưa cũng không phải chưa thấy qua hòa thượng hóa duyên thông thường họ chỉ ăn một chén cơm chay mấy cọng rau xanh thôi có ai hóa duyên mà ăn uống thả cửa ăn liên tục hai mươi mấy chén cơm rau xanh thì ăn sạch năm đĩa chỉ là khương vọng không nói lời nào nàng ta cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng nhưng thật ra lúc đi đến sau bếp nàng ta lặng lẽ dặn dò rải nhiều chút muối để tên hòa thượng như quỷ chết đói đầu thai này mặn đến no luôn, không ăn nhiều được nữa. Lúc lão tăng mặt vàng ăn cơm trong cực kỳ thành kính, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chầm chầm đồ ăn không chớp mắt, nhai kỹ từng ngụm từng ngụm rồi chậm rãi nuốt xuống. Nhìn có vẻ rất cẩn thận, nhưng ăn lại không chậm. Chén đĩa dần dần chồng cao, đầu bếp đã mệt đến mức phải thay người. Khương vọng không có khả năng mặc kệ một cường giả lai lịch không rõ, để lão ta tùy ý hành động nên hắn cố duy trì kiên nhẫn, ngồi kế bên. Hắn không tiện thăm dò sương mù mông muội nhưng ngồi như vậy cũng có thể uẩn dưỡng đạo nguyên. Chồng chén chất cao đã tăng đến 40 cái, đĩa không cũng đạt đến con số 9, lão tăng mặt vàng mới dừng đổ lại, sờ sờ bụng, thỏa mãn mà thở vào nhẹ nhõm. Đại sư dùng xong rồi. Khương Vọng hỏi. Còn chưa dùng hết sức, không thể hưởng hết phúc, lão tăng rất đứng đắn mà nói, lưỡng dạ là được rồi, cần biết cách tiết chế. Thụ giáo Lão tăng mặt vàng liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt như đang nói trẻ nhỏ dễ dậy. Nhưng độc cô tiểu lại không nhìn được, vội giúp hạ nhân cùng nhau dọn chén đĩa xuống, bản thân cũng tiện thể trốn ra ngoài. A-di-đà Phật, lão tăng mặt vàng giơ một tay lên hành lễ, lúc này mới nhớ tới giới thiệu chính mình, lão tăng khổ giác, nói vậy chắc thí chủ cũng biết như sấm bên tai. Nói về lễ tiết, hòa thượng này đã lớn tuổi như vậy, dưới tình huống không quá mức lắm thì hắn không tiện xem nhẹ. Tuy Khương Vọng đang nghe truyện trên TV audio CV chưa từng nghe nói đến khổ giác đại sư gì, nhưng cũng phối hợp mà đáp, đại sư Đức Danh Lan Sa, có lẽ tiểu tử đã từng nghe thấy. Không biết đại sư lần này tới. Đều là duyên pháp. Gương mặt khô khốc đầy nếp nhăn của lão Tăng mặt vàng cứ như đã giảng ra, lão Tăng và ngươi, có duyên phận. Khương Vọng còn chưa nói gì, lão Hòa Thượng khổ giác lại nói, thiên hạ đều biết, lão tăng là người phân rõ phải trái. Lão nhìn Khương Vọng từ trên xuống dưới, càng nhìn ánh mắt càng vui mừng, nhận được ân một bữa cơm của ngươi, lão tăng há có thể không trả ơn. Một câu khách sáo của Khương Vọng còn chưa kịp ra khỏi miệng. Lão tăng mặt vàng đã nói, vậy truyền y bác cho ngươi đi. Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, theo ta vào chùa. Ta chắc chắn sẽ dốc hết sức truyền thụ sở học cả đời, không đến 30 năm, ngươi cũng có thể như lão tăng, được thiên hạ kính ngưỡng. Thôi, người xuất gia chúng ta cũng không có gì để thu gom cả, vậy thì cứ đi. Lão vừa nói vừa tới kéo Khương Vọng. Chậm. Chậm đã. Khương Vọng nhảy một bước ra thật xa. Lão bị điên à. Nói thế nào thì hắn cũng là cao thủ 18 tuổi đằng Long Cảnh, thanh dương trấn nam thực phong của triều đình Tề Quốc. Muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực có thực lực, muốn tiềm lực có tiềm lực, Thế lực cũng đang trong giai đoạn phát triển. Sao lại không đầu không đuôi muốn ta ném xuống tất cả đi theo lão làm hòa thượng kia chứ? Nếu không phải lão hòa thượng này thực sự có chút tu vi trong người, không giống bốc tử thuần túy, Khương Vọng đã sớm vứt tay áo bỏ đi. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, nhưng trên mặt vẫn duy trì lễ phép cơ bản, có lẽ đại sư có hiểu lầm gì đúng không? Tại hạ không có dự tính đi làm hòa thượng. Lão hòa thượng khổ giác có chút bất mãn. Hiện tại ngươi không có dự tính, ai biết về sau có hay không? Bản thân ta không biết mà lão biết à, Khương Vọng cố gắng bình thản mà nói, hiện tại không có, về sau hẳn cũng không có. Ngươi chỉ có thể đại diện cho ngươi của hiện tại, không thể đại diện cho ngươi của tương lai, Giác Khổ lão hòa thượng nói xong thì lại đi về hướng bên này, đừng chậm trễ thời gian nữa, mau mau bái sư đi. Khương Vọng cảnh giác mà lại lui ra bên ngoài, trong lòng có chút bất mãn. Đại sư, thỉnh tự trọng chớ có càng quấy. Đứa nhỏ này, sao lại không nghe khuyên bảo? Đôi lông mày của giác khổ cau chặt lại với nhau, lão Tăng là người từng trải, sao có thể lừa ngươi được? Trước khi chưa vào cửa Phật, ta cũng hào hoa xa xỉ, tự cho là tương lai vô hạn, nhưng mà vinh hoa như bọc nước, thế sự luôn nổi chìm. Sau khi quy y ngã Phật, rốt cuộc mới đạt được an bình vô thường. Khương vọng nhịn không được nhìn nhìn vải bố tăng y, lại nhìn nhìn chiếc giày rơm lộ ra ngón chân của lão. Tuy rằng hắn không chú ý hưởng thụ giống như Triệu Nhữ Thành, nhưng cũng không đến mức sống qua loa như vậy. Nếu nói đây là an bình, vậy cũng thật sự không cần. Chú ý tới ánh mắt của Khương Vọng, mày giác khổ nhăn càng sâu, phú quý phàm tục, mây khói thoảng qua, cái này mà ngươi cũng nhìn không thấu sao. Khương Vọng buồn bực đáp lại, ta không có tuệ căng. Rốt cuộc đến phiên lão hòa thượng giác khổ trầm mặt. Lão tăng mặt vàng im lặng một hồi, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên không quan trọng, vi sư đã quen biến các thành vàng. Da mặt của người này còn dày hơn cả mặt trống, bên này căn bản còn chưa đồng ý, lão đã tự xưng là vi sư rồi. Không cần ngài biến, ta vốn là vàng thật rồi. Từ sư phụ này để lại cho hắn ký ức không có gì tốt. Cho tới nay, hắn chỉ thiệt tình thừa nhận có đồng A, lúc bắt đầu thì để phòng, sau đó lại tin tưởng, cuối cùng lại là lừa gạt. Khương vọng bị kích ra ngạo ý, không muốn nói tiếp nữa, hắn xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng không biết tại sao, mới bước ra vài bước thì đôi mắt hắn lập tức khựng lại, phát hiện mình đã về lại chỗ cũ. Đây là thủ đoạn gì mà có thể khiến mình không hề phát giác? Khương Vọng ấn kiếm quay người lại, đại sư, ngươi làm vậy là có ý gì? Đồ nhi ngoan, đừng đánh đánh giết giết với sư phụ, không biết lớn nhỏ gì. Cả. Khổ giác nói xong thì duỗi tay về phía trước. Dưới chân chưa động, nhưng trường tương tư đã rơi vào tay. Khương vọng căn bản chưa kịp phản ứng thì hai tay đã trống trơn. Người dùng kiếm mất kiếm, mất mạng khi quyết mạng. Kiếm không tồi, nhưng quá hung hãn. Khổ giác dơ ngang kiếm ở trước, duỗi tay thoáng phất qua, hôm nay gặp được đồ giỏi, vi sư không có vật gì cả, chỉ đành trợ ngươi trấn nó. Một Phật quan hiện lên phía trên trường tương tư, khổ giác ném một cái, Khương Vọng còn chưa nhận ra quá trình thì kiếm của mình lại về đến tay hắn và kiếm này sớm chiều ở chung, đã hợp thành một lòng. Hắn không thấy trường tương tư có biến hóa gì, nhưng lại thật sự cảm giác ra có chỗ nào đó bất đồng. Trường tương tư mất mà tìm lại được, Khương Vọng cũng hoàn toàn mất đi tâm tư động võ. Mặc kệ lão hòa thượng khổ giác này không đàng hoàng như thế nào, nhưng thực lực sâu không lường được của lão vẫn nằm ngang ở đó. Căn bản có chênh lệch lớn đến mức nào cũng không nhìn ra được, càng đừng nói đi giảm đi chênh lệch này. Đi cũng đi không được, trước đó bị bắt dừng chân tại chỗ đã là chứng minh. Cũng may có vẻ lão tăng mặt vàng này cũng không có ác ý. Khương vọng thở dài, đại sư, nếu ngài thật sự thiếu đồ đệ, trấn trên của ta có một người tứ đại giai không, xem nhẹ sinh tử, cái gì cũng không để bụng. Ta thấy hắn rất có tuệ căng. Hắn nói thầm trong lòng, hướng tiền à hướng tiền, vị đại sư này mạnh như vậy, bái vào môn hạ của lão thì cũng không tính là bôi nhọ ngươi. Cái gì mà phi kiếm tam tuyệt đỉnh, đều là thời đại quá khứ rồi, nên quên cũng phải quên đi. Hắn không được, lão hòa thượng khổ giác lập tức từ chối, không chừng ngày nào đó sẽ mất mạng, lão tăng còn phải nhờ vào các đồ để giữ đạo hiếu mà, nhất định không thể thu tan môn tỉnh này. Nghe lời này của lão hòa thượng, hình như lão có hiểu biết nhất định với bối cảnh của hướng tiền. Chỉ là không biết vì sao lão lại nói hướng tiền là tan môn tinh. Lời này khó nghe vô cùng nhưng hiện giờ cũng không phải thời điểm dây dưa những chuyện này khương vọng đau khổ hỏi xin hỏi đại sư tại sao ta lại rơi vào pháp nhãn của ngài có duyên khổ giác cắn chặt chuyện này mà nói khương vọng loại lý do này có muốn cũng không thể sửa được hình như khổ giác cũng biết lời này không có sức thuyết phục mấy lại bổ sung ngươi che chở bá tánh ở nơi đây giữ an bình cho một phương lão tăng đã nhìn thấy cả có tấm lòng từ bi có suy nghĩ bồ đề rất hợp với ngã phật khương vọng vội nói nếu bàn về từ bi dương quốc có một người cứu được vô số người được vạn người kính ngưỡng đó là trấn phủ sứ của quận hành dương hoàng dĩ ai ngờ này lão tăng mặt vàng bỗng nhiên giận dữ nghiệt đồ tìm mọi cách đùng đẩy ngươi có dụng ý gì là khinh thường ngã phật hay sao tội danh bị chụp mũ quá lớn nên khương vọng cũng xem nhẹ một tiếng nghiệt đồ quá tự xem là thân quen này chỉ vội giải thích con đường tu hành có ngàn vạn khi chưa đến đường cùng thì ai biết được ai đúng ai sai phật môn cũng là con đường phổ biến đương thời tiểu tử không dám có lòng khinh thường lão hòa thượng khổ giác lại nói vậy thì là chướng mắt huyền không tự của ta ghê gớm thì ra là hòa thượng của thánh địa phật môn phía đông huyền không tự đối với đại tông nổi danh lừng lẫy của đông vực này khương vọng chỉ mới nghe kỳ danh nhưng lại chưa tiếp xúc bao giờ chỉ là, vì sao bản thân lại bị huyền không tự nhìn trúng? Hắn vội nói, huyền không tự là danh tông thiên hạ, từ trước đến nay tiểu tử rất ngưỡng mộ. Gương mặt của lão tăng mặt vàng càng khô càng thất bại, vậy ngươi xem thường khổ giác ta sao? Lão mạnh như vậy, cho dù thật sự xem thường thì sao ta dám nói ra? Khương vọng đành bất đắc dĩ nói, đại sư, ai có chí nấy? Hiện tại hắn có thái hư huyễn cảnh có thể thôi diễn công pháp, lại được tước vị của tề quốc, tất cả công pháp bí thuật đều có thể đạt được thông qua con đường chính quy từ tề quốc hắn không muốn cũng không cần tìm một sư phụ để quản lý mình đặc biệt hắn cũng chưa từng có suy nghĩ trạo trọc làm hòa thượng nói đến cùng trước kia hắn chưa bao giờ tiếp xúc với phật pháp hiện giờ tu hành đến tận đây phát triển cũng không tồi bình thường cũng không thua ai đâu ra đạo lý đột nhiên lựa chọn một con đường mới nhưng mà tình thế lúc này thật sự khiến người ta không trở tay kịp Lão tăng mặt vàng chỉ nhìn chầm chầm hắn rồi nói, không phải đang như vậy hay sao? Ngươi phải làm đồ đệ của ta, ta phải làm sư phụ của ngươi. Thật sự là ai có chí nấy? Nói lung tung rối loạn cái gì vậy, câu ai có chí nấy còn có thể giải thích như vậy sao? Lão tăng này bản lĩnh khác không nói, chứ mổ sẽ lung tung thì đúng là khó gặp địch thủ. Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, nói đạo lý cũng nói không rõ được. Khương vọng đành phải nghiêm túc lên, Vị đại sư này, trên đời này sao lại có đạo lý cưỡng ép thu đồ đệ? Chỉ là hiện tại ngươi không muốn, nhưng về sau sẽ bằng lòng. Nếu về sau sẽ bằng lòng, sao lại có thể nói là cưỡng ép thu đồ đệ kia chứ? Vậy về sau lại nói đi, đại sư. Khổ giác hòa thượng mang vẻ mặt sớm biết như thế, cười nói, ngươi xem, ngươi đã không kiên quyết với về sau như vậy. Điều này chứng minh cái gì? Sự kiên quyết hiện tại của ngươi cũng chỉ là hư trương thanh thế, là không có ý nghĩa gì duyên sư đồ của chúng ta hẳn là do phật tổ định ra tránh cũng tránh không được không bằng sớm hoàn thành đi khương vọng cao mày mà hỏi dù sao tu hành phật môn cũng phải lục trăng thanh tịnh đúng không đúng là đạo lý này trong lòng ta có hận thì phải làm sao tứ đại giai không lão tăng mặt vàng nói không không được khương vọng nói lời này vô cùng kiên quyết vậy về sau lại nói đi đại sư khổ giác hòa thượng mang vẻ mặt sớm biết như thế cười nói ngươi xem ngươi đã không kiên quyết với về sau như vậy điều này chứng minh cái gì sự kiên quyết hiện tại của ngươi cũng chỉ là hư trương thanh thế là không có ý nghĩa gì duyên sư đồ của chúng ta hẳn là do phật tổ định ra tránh cũng tránh không được không bằng sớm hoàn thành đi khương vọng cao mày mà hỏi dù sao tu hành phật môn cũng phải lục trăng thanh tịnh đúng không đúng là đạo lý này trong lòng ta có hận thì phải làm sao? Tứ đại giai không? Lão Tăng mặt vàng nói. Không, không được. Khương Vọng nói lời này vô cùng kiên quyết. Khổ giác không khỏi thở dài, quan quan tương báo khi nào mới dứt. Khương Vọng lạnh nhạt đáp, dứt sạch là dứt. Ta chết cũng cam lòng. Hòa thượng này không phân rõ phải trái lắm, nhưng hắn thật sự không muốn bái sư mà không hiểu chuyện gì xảy ra như vậy. Phải biết là, danh phận sư đồ rất nặng không phải nói chuyện một hồi rồi qua mà là hai bên sư đồ đều phải chịu trách nhiệm dùng theo cách nói phật gia thì đây là dây dưa nhân quả cho dù đối phương xuất thân từ danh tông thiên hạ như huyền không tự cho dù đối phương cũng có thực lực dạy dỗ hắn che chở cho hắn nhưng đây là ngày đầu tiên hắn quen biết lão tăng mặt vàng này vừa không biết người này lại không biết tâm này sao có khả năng cam tâm bái sư khương vọng nói trong lòng có hận chỉ là ăn ngay nói thật thôi Thật ra cũng không trông cậy vào có thể làm khổ giác hòa thượng từ bỏ, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là, sau khi nghe thấy hắn trả lời như vậy, khổ giác đã trầm mặt thật lâu. Cuối cùng lão chỉ than một tiếng, "Si nhi." Lão xoay người một cái rồi biến mất khỏi nơi đó. Thương vọng chỉ chớp mắt một cái thì nơi đây đã trống trơn. Hòa thượng này tới cũng khó hiểu mà đi cũng khó hiểu, thật sự khiến người ta không hiểu gì hết. Khương Vọng trầm tư thật lâu, phỏng đoán mục đích của lão tăng mặt vàng này. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ được ra một lý do, nếu huyền không tự muốn được chia một chén canh sau đại chiến dương vực kết thúc, trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu là một lựa chọn không tôi. Chẳng qua, hắn còn đang tranh thủ vị trí trấn phủ sứ. Không nói đến Cao Thiếu Lăng dựa lưng tỉnh Hải Cao Thị kia, mà một người mất nước như Hoàng Dĩ Hành có lẽ cũng sẽ không từ chối cái đùi to như huyền không tự. Vì sao cố tình đi tìm hắn? Khổ giác lão tăng đến rồi đi không một tiếng động, mãi đến khi Khương Vọng đi ra nhà ăn, độc cô tiểu mới chú ý thấy động tĩnh rồi nên đón, thăm dò nhìn nhìn vào bên trong, lão gia, hòa thượng kia đâu. Đi rồi, Khương Vọng thuận miệng dặn dò, đừng để lộ ra chuyện này. Lúc này hòa thượng huyền không tự xuất hiện ở Trấn Thanh Dương, ý đồ không rõ, hắn không muốn để người ta có cách hiểu không tốt gì. Độc cô tiểu lập tức thưa vân. Rời đi nơi này, Khương Vọng lập tức tự mình đi tìm Hướng Tiền. Làm thuộc hạ có chiến lực mạnh nhất hiện giờ, sau khi ám sát Tống Quan xong, hắn còn chưa nói chuyện rõ ràng với Hướng Tiền. Hắn trở thành thanh dương trấn nam là nhờ trách phạt chê khen của triều đình Tề Quốc, bản thân hắn cũng phải làm được thiện phạt rõ ràng. Sắc trời bên ngoài đã lên cao, Hướng Tiền còn đang nằm dài ở đó. Tuy dựa vào kiếm trận kia, có chiến lực cấp bậc nội phủ cảnh cũng đủ cho y sống tự tại. Nhưng Đường Đường là phi kiếm tam tuyệt đỉnh trong thời đại phi kiếm, trừ đoạn thời gian đối kháng dịch hạch ra thì cả ngày không phải say rượu thì chính là ngủ say, thật sự cũng quá không có chí tiến thủ. Khương Vọng gõ nhẹ hai cái, hắn xem như đã chào hỏi, sau đó trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lấy thực lực của hướng Tiền, cho dù y đang ngủ say, cũng sẽ không xem nhẹ động tĩnh như thế này. Y chỉ trở mình trên giường, quay lưng ra bên ngoài, bất mãn nói: "Ba ngày ban mặt mà quấy rối giấc ngủ của người khác." Khương Vọng không để ý tới oán giận của y, tự tìm vị trí rồi ngồi xuống, thuận miệng nói, hôm nay trong trấn có một lão hòa thượng của huyền không tự đến, đòi chết đòi sống, một hai muốn thu ta làm đồ đệ. Hình như lão quen biết ngươi, còn nói ngươi là tan môn tỉnh gì đấy. Tiếng oán giận của hướng tiền dừng lại. Huyền không tự. Y không xoay người, nhưng tiếng nói đã xa xăm truyền tới. Huyền không tự. Khương Vọng cho ra một câu trả lời khẳng định. Pháp hiệu của Lão Hòa Thượng gọi là gì? Khổ giác. Rất mạnh. Sâu không lường được. Vậy chắc là thật rồi, hướng tiền xoay người một cái rồi ngồi dậy, phương trượng hiện giờ của huyền không tự là khổ mệnh đại sư, hòa thượng này cùng thế hệ với phương trượng. Chữ lót của huyền không tự là độ hành định chỉ quan ý tâm, bi khổ tịnh không giai pháp duyên, hiện giờ huyền không tự thật sự đang được thế hệ chữ khổ nắm quyền quản lý. Y lẩm bẩm nói, Tông môn Cường Đại có lịch sử lâu đời này, tất nhiên là có kiến thức. Trong dáng vẻ của Hướng Tiền, hình như y biết rất nhiều về Huyền Không Tự, nhưng phản ứng lại kỳ quái khiến Khương Vọng nhịn không được mà hỏi, những chuyện làm ngươi cảm thấy vô vọng, cũng bao gồm Huyền Không Tự. Cũng không phải thế, Hướng Tiền ngồi trên ở giường, hơi cúi đầu xuống. Ta chỉ từng đi qua nơi đó. Ngươi cũng đi làm hòa thượng. Khương Vọng hỏi xong thì phát giác có chút không ổn, vì sao lại nói cũng bản thân ta hoàn toàn không muốn làm hòa thượng hướng tiền thật sự không chú ý tới chuyện này lúc này giọng nói của y có chứa mất mát rất mãnh liệt nhưng lại có sự tự hào căn bản không cách nào che giấu sư phụ ta từng thí kiếm thiên hạ lần nào cũng mang ta đi theo quan sát huyền không tự chỉ là một trong số đó sự xuất hiện của khổ giác có vẻ đã khơi gợi lại hồi ức của hướng tiền làm cảm xúc ứ động dưới sự chết lặng ngày xưa của y bỗng trào dâng lên thí kiếm thiên hạ huyền không tự chỉ là một trong số đó. Lời này đã để lộ tin tức quá kinh người. Cổ họng khương vọng cũng có chút khô khốc, sư phụ ngươi thí kiếm huyền không tự, thắng bại thế nào? Trong chư viện huyền không tự lúc này, nếu bàn về chiến lực thì lấy khổ bệnh thiền sư thủ tọa hàng long viện là đệ nhất, sư phụ có thể đánh bại. Cặp mắt cá chết tử khí trầm trầm kia của hướng tiền, lúc này cũng bao trùm ánh hào quang sùng kính nào đó, có thể thấy được vị trí của sư phụ trong lòng y cao đến mức nào. Thí kiếm này lấy so đấu là chủ, lại không phải lựa chọn sơn môn, tự nhiên sẽ không giao thủ với phương trượng khổ mệnh đại sư của huyền không tự. Mà dưới phương trượng, lấy chiến lực của khổ bệnh thiền sư thủ tọa hàng long viện là đệ nhất, sư phụ của hướng tiền có thể đánh bại được ông ta đã đủ chứng minh tên tuổi của phi kiếm tam tuyệt đỉnh trong thời đại phi kiếm. Tuy ta không biết tên khổ giác đồ bỏ kia, nhưng nếu sư phụ ta còn tồn tại, lão nhất định sẽ không dám nói ta là tan môn. Nói tới đây, Hướng Tiền đột nhiên im bặt đi, không nói tiếp nữa. Thật sự là do cảm xúc trong lòng quá phức tạp, nghẹn ngào không kể. Khương Vọng không thể trấn an loại cảm xúc này, chỉ có thể thở dài, sư phụ ngươi phong tư rác thế. Dù ta chưa thấy, nhưng trong lòng vẫn hướng tới. Đúng vậy, Hướng Tiền nói, ta kính người như kính thần. Nhưng mà, nhưng mà. Y Lâm vào hồi ức, sư phụ ta thí kiếm thiên hạ, là vì mài vũ kiếm phong để lấy trạng thái mạnh nhất đi chiến đấu với đạo địch cả đời. Ta theo sư phụ liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong thiên hạ, thần lâm mới xứng để người ra tay, chân nhân mới chịu được một trận chiến. Chưa từng thấy người bại bao giờ. Cường giả như thế. Khương vọng nghe vậy thì cảm xúc mênh mông. Chân nhân tức là cường giả động chân cảnh, mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ đều không thất bại, nói cách khác, lúc ấy sư phụ của hướng tiền ít nhất cũng là người gần như vô địch trong động chân cảnh hướng tiền tiếp tục kể lại sau đó sư phụ nói thời gian đã đến người chỉ còn thiếu một trận chiến nữa là có thể bước lên đỉnh cao của siêu phàm mà người muốn để lại đạo địch cả đời trong trận chiến này trận chiến ấy sư phụ cũng mang ta theo đó là trận chiến mà cả đời ta khó quên sư phụ ta nên chiến người nọ người nọ lũ ánh mắt hướng tiền bỗng sa sầm xuống chỉ một quyền của người nọ, phi kiếm mà sư phụ ta giao tánh mạng cho. Đã bị đánh nát. Đó là người nào? Khương Vọng hỏi. Hắn, hắn. Hướng Tiền chợt siết chặt song quyền, ngón tay cắm vào huyết nhục, máu tươi cứ như vậy mà tràn ra. Mà y lại rơi lệ đầy mặt, ngay cả dũng khí kêu ra tên hắn mà ta cũng không có. Khương Vọng im lặng. Người mà trong lòng y kính như thần minh, lại bị người ta đánh bại chỉ trong một quyền đây là trực tiếp đánh tan tín ngưỡng đã kích mang tính hủy diệt này thật sự là thứ mà người bình thường không có khả năng chịu đựng hướng tiền có tu vi đằng long cảnh lại có chiến lực tranh phong với nội phủ cảnh tuổi cũng không lớn nói một câu tiền đồ vô lượng cũng không qua nhiều người nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được sự tuyệt vọng nản lòng của y đó là vì họ chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự mà thôi chân nhân là tồn tại như thế nào quốc chủ trang quốc trang cao tiện không tiếc hy sinh toàn bộ bá tánh thành vực phong lâm mới có thể đạp vỡ trạm kiểm soát cuối cùng, đạt được động chân cảnh. Một quy thú dị chủng chiến lực ngụy động chân của hữu quốc phải nhờ vào lực lượng của cả quốc gia để cung cấp nuôi dưỡng. Đó là đỉnh cao không thể nghi ngờ trên con đường tu hành. Mà một chân nhân gần như vô địch trong cùng cảnh giới, lại bị đối thủ dùng một quyền đánh nát phi kiếm mà mình giao cả tính mạng. Nếu chính mắt y thấy được mọi chuyện, sao có thể không tuyệt vọng, không nản lòng. Sư phụ mà trong lòng y coi như thần minh đã chết trận, chiến tâm của y cũng bị đánh tan. Cho nên y suốt ngày mượn rượu trốn tránh, chết lặng sống qua ngày. Nhất mạch này của chúng ta, kiếm tức là mệnh. Phi kiếm nát, sư phụ cũng không sống nổi. Hướng tiền nói, sư phụ cố gắng chống chọi mang theo ta rời đi, người nọ. Cũng không ngăn cản, sư phụ nói hắn chỉ khinh thường, không thèm để ý. Ta biết sư phụ kiêu ngạo đến mức nào, có lẽ đây mới là điểm khiến người chết không nhắm mắt. Trước khi chết sư phụ đã nói với ta, không phải duy ngã kiếm đạo không mạnh, không phải phi kiếm không mạnh, mà là do người bất hiếu. Người nọ có thể không thèm để ý đến người, nhưng không thể không thèm để ý đến kiếm đạo của người. Người muốn ta dốc lòng tu luyện kiếm đạo, khắc khổ hướng về phía trước, ngày sau lấy lại danh tiếng cho phi kiếm. Nhưng mà, hướng tiền ôm đầu, cực kỳ thống khổ, Đời này cả sư phụ mà ta cũng không thể theo kịp, sao có thể đánh bại người nọ? Lấy lại danh tiếng cho phi kiếm. Nỗ lực thế nào cũng là vô dụng. Khương Vọng im lặng thật lâu, chờ y phóng thích cảm xúc xong mới nói. Đầu tiên ngươi phải biết rằng, sư phụ ngươi rất mạnh, cực kỳ mạnh, thử kiếm thiên hạ, chân nhân vô địch, có thể nói là anh hùng. Ta nghe thôi mà cũng kính ngưỡng. Nhưng mà, ngươi kính ngài ấy như thần, nhưng ngài ấy không phải là thần ngài ấy sẽ phạm sai lầm, sẽ bị đánh bại, những điều này đều có khả năng xảy ra, cũng không phải là thứ khó tưởng tượng. Hơn nữa cho dù là thần, cũng không có khả năng vô địch vĩnh hằng. Ta cũng biết một tên thần linh u minh, mưu tính mấy trăm năm, thậm chí tự mình buông xuống hiện thế, lại bị một tiểu quốc đánh lui. Tiểu quốc kia tên là Trang, quốc chủ Trang quốc dẫm lên cái gọi là thần linh để đạt thành động chân cảnh. Mà tên thần linh kia không lâu trước đó đã bị định viễn hầu của đại tề băm thân thể giáng thế thành nhân thịt ba quân cùng nhìn thấy thần linh cũng sẽ thất bại sư phụ ngươi cũng như thế ta cực kỳ tôn kính sư phụ ngươi nhưng ngươi chưa chắc không sánh bằng ngài ấy bởi vì ngài ấy đã đi chân nhân vô địch chính là đỉnh cao của ngài ấy mà ngươi còn sống ngươi có khả năng vô hạn lại đến nói chuyện vô vọng ta muốn nói với ngươi hai người Người đầu tiên tên là Vương Di Ngô. Phía trước hắn ta, cực hạn của thông thiên cảnh bị thiên kiêu của ngày trước xác định, vô số thiên tài đều khó có thể với tới vị trí kia, mà thật vất vả chạm đến, cũng cho rằng đó đã là viên mãn. Chỉ có hắn, từ lúc bắt đầu đã nhận định đó không phải là cực hạn, vì thế dùng dằn ở đằng long cảnh nhiều năm, bị vô số người âm thầm cười nhạo. Đó là giới hạn gần như là quy tắc sắt của thế giới ngày xưa, muốn đánh sâu vào đó, chẳng lẽ không đủ vô vọng sao? nhưng cuối cùng hắn lại định nghĩa lại cực hạn một lần nữa. Vứt bỏ lập trường khác nhau, Khương Vọng cũng cực kỳ bội phục Vương Di Ngô này. Cường giả như vậy đúng là đáng được tôn trọng. Mà người thứ hai, tuy rằng hắn xuất thân ở một gia tộc thật hiển hách, nhưng sinh ra vốn đã yếu ớt. Bởi vì phụ thân hắn chết quá sớm, hắn căn bản không chiếm được bao nhiêu tài nguyên, Tu Vi vẫn luôn nằm lót đế. Mà nhân tài gia tộc kia đông đúc, trong đó có một thiên tài lóa mắt nhất, từ nhỏ đã nổi bật hơn người được người ta khen ngợi là đoạt hết phong hoa của cùng thế hệ cũng được coi là người thừa kế không thể bàn cãi trong gia tộc chưa từng có bất cứ người nào có thể cạnh tranh với hắn ta ngay cả vương di ngô đánh võ cực hạng của thông thiên cảnh trước nay cũng tự nhận là không bằng mà ta nói với ngươi người sinh ra vốn đã yếu ớt này từ nhỏ đã nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ muốn cạnh tranh với thiên tài lóa mắt không thể cạnh tranh kia buồn cười không Vô vọng không? Nhưng hắn lại vừa chủ đạo trận chiến phạt diệt Dương quốc, khai thác ba quận vì Tề quốc, giành được vốn liếng hùng hậu vì bản thân. Mà ta cũng tin tưởng chắc chắn, hắn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Người này chính là tên béo trông có vẻ phúc hậu và vô hại mà ngươi nói. Kia, hắn tên là Trọng Huyền Thắng. Triều đình Tề quốc ban thưởng trăm viên vạn nguyên thạch, làm túi của Khương Vọng lập tức đầy hẳn lên. Nhưng nhiều đó cũng chỉ mới đủ trả khoản nợ cho Diệp Thanh Vũ vì mượn mua khai mạch đang cho Khương An An. Giờ bọn họ cách xa nhau mấy vạn dặm, muốn lập tức trả nợ cũng khó, còn không có hãng buôn nhà ai có khả năng chuyển tiền thông qua cả thiên hạ, đây là chuyện mà những cường quốc thiên hạ cũng làm không được. Mạnh như tề quốc mà đao tệ của tề cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt được thông hành ở đông vực, còn bị khắp nơi âm thầm chống lại. Lúc mượn vân trung lệnh để Khương An An tu hành ở lăng tiêu cát, Khương Vọng đã nói qua, bất kể lăng tiêu cát đổ vào bao nhiêu tài nguyên cho An An thì hắn nhất định sẽ hoàn lại. Bản thân hắn chưa bao giờ quên chuyện này. Dù là bây giờ hay sau này, nếu có thể thành công tranh thủ được vị trí trấn phủ sứ của quận Nhật Chiếu thì bao nhiêu đó cũng không tính là cái gì. Trong số những người ở Trấn Thanh Dương thì độc cô tiểu sắp khai mạch, hết thời gian nửa năm Trúc Bích Quỳnh sẽ trở về điếu hải lâu. Trương Hải vẫn lấy phần thù lao đạo nguyên thạch mà trước đó đã định sẵn. Chỉ có một mình hướng tiền, với thực lực này của y thì đạo nguyên thạch lúc trước đã hứa hẹn hiển nhiên không đủ. Hắn tìm hướng tiền nói chuyện phím cũng là vì bàn bạc nên tạ ơn sự trả giá này như thế nào. Còn chuyện tâm sự về huyền không tự lại là điều ngoài ý muốn. Cũng may kết quả không coi như quá xấu. Tuy rằng hắn không biết hướng tiền có bị thuyết phục hay không, nhưng ít ra phát tiết được cảm xúc ứ động không phải là chuyện xấu. Vào cuối cuộc trò chuyện, Khương Vọng trực tiếp lấy ra 10 viên vạn nguyên thạch, song song đó là đạo thuật mà mình đã thông thạo và có thể truyền ra ngoài, để hướng tiền lựa chọn một trong hai. Hướng tiền không ngượng ngùng mà nhận lấy vạn nguyên thạch, còn về đạo thuật y tỏ vẻ những thứ này quá phức tạp, y lười học lắm. Tuy Khương Vọng cũng không bủng xỉn truyền pháp, nhưng y có truyền thừa tuyệt đỉnh của thời đại phi kiếm, có thể tự tu hành thành hệ thống nên có lẽ cũng không quá cần đến. Thần Minh và Thần Linh là hai khái niệm không giống nhau. Hắn nói hắn kính sư phụ như kính thần, ngươi lại lấy thần linh u minh làm ví dụ thật sự không có sức thuyết phục chút nào cả lúc khương vọng đang cân nhắc đạo thuật trong tỉnh thất khương yểm liền cất tiếng cười nhạo đối với cuộc trò chuyện giữa hắn và hướng tiền lúc nãy làm vậy cũng không phải khương yểm đang tìm cảm giác tồn tại mà gã chỉ đang chứng minh giá trị thôi trong lòng khương vọng rất rõ nguyên nhân là vì đạo thuật hiện tại mà hắn đang cân nhắc làm khương yểm cảm nhận được uy hiếp đạo thuật đố hỏa bậc giáp trung phẩm bí truyền đến từ quốc khố của tề quốc sau khi bước vào ngưỡng cửa nội phủ cảnh bởi vì sức mạnh thần hồn trưởng thành hắn cũng đã bước vào ranh giới có thể tu tập nên nhanh chóng phát giác ra hiệu quả kỳ diệu trong đó đây là một môn đạo thuật huyền diệu tương ứng với cảm xúc câu thông với tinh thần đặc biệt là trên chiến trường thần hồn nó sẽ mang đến tác dụng rất lớn nghe khương yểm nói như vậy hắn chỉ đáp cái này thì ta không biết thân giả y thân giả thân là tia chớp trên không trung. Vào thời viễn cổ, mọi người cho rằng tia chớp thay đổi thất thường, uy lực vô song. Tia chớp khoác áo hóa hình, cho nên được xem là thần. Thần minh đại diện cho uy lực vô địch, khả năng khó lường. Khương Yểm nói, ngay từ lúc ban đầu, thiên địa môn đã là giới hạn giữa nhân và thần, thế nhân đều lấy đằng long cảnh là thần minh. Bởi vì tu sĩ cảnh này phi thiên độn địa, vượt xa phàm nhân mà sau khi người tu hành đầu tiên mở được nội phủ khái niệm thần minh đã kéo lên càng cao hơn trong một khoảng thời gian rất dài thần lâm cảnh cũng được coi là thần minh cho nên có câu nói ta như thần lâm mà tại thời thượng cổ thần lâm cảnh cũng được xưng là bất hủ cảnh có điều sau đó được chứng minh là giả bất hủ nên tên này mới mất đi từ xưa đến nay khái niệm thần minh luôn không ngừng thay đổi ở giờ này ngày này con đường tu hành đã được khai thác hoàn chỉnh đã khác với ngày xưa. Hướng tiền kính sư như kính thần là bởi vì trong lòng hắn cảm thấy sư phụ mình không gì không làm được, không thể chiến thắng. Mà không phải kính sư phụ hắn như một thần linh mang nghĩa hẹp như vậy. Ngươi nghĩ thần linh là cái gì? Bạch cốt tôn thần là cái gì? Khương vọng phối hợp mà lên tiếng hỏi là cái gì? Tựa như nhân tộc sáng lập con đường tu hành, bước đến giới hạn siêu phàm. Hồn phách người chết cũng có kẻ không thể chuyển thế, chu du chư giới, chờ đợi tiêu vong. Nhưng trong những quỷ hồn không cam lòng tiêu vong đó cũng có thiên tài ngút trời, lấy hồn thân tu hành, sáng lập thần đạo. Sau khi thần đạo được sáng lập, những kẻ đã chết mà ký ức chưa tan biến, không muốn chuyển thế làm lại từ đầu thì trực tiếp chuyển tu thần đạo. Thông thường những người này sinh thời cũng là người tu hành, bởi vậy mà thần đạo lớn mạnh. Mà sau khi thần đạo lớn mạnh, có người sống tự cảm thấy tu hành vô vọng lại có thiên phú thần đạo nên trực tiếp từ bỏ thân thể, chuyển tu thần đạo Cũng từng có thời đại chủ đạo thần đạo Thần linh theo nghĩa hẹp Trừ thần linh trời sinh đã thành tựu thần linh Đa số đều do quỷ hồn tu luyện mà thành Hoặc ngưng tụ tín ngưỡng Hoặc lấy ra tử khí Hoặc cắn nuốt oán niệm Muôn vàng thần đạo Không phải trường hợp cá biệt Ta không hiểu biết nhiều đối với thần đạo lắm Đều là thông qua bạch cốt tôn thần Khương Yểm nói Bạch cốt tôn thần là tồn tại mà chúng ta không cách nào với tới, Thực lực của hắn ta ở U Minh, tất nhiên vượt qua cả tuyệt đỉnh siêu phàm. Nhưng không phải hắn ta, không gì không làm được, hắn ta vẫn có thể bị đánh bại. Cho nên ngươi dùng thất bại của Bạch Cốt Công thần làm ví dụ, nói cho hướng Tiền, thần Minh cũng sẽ thất bại, tuy rằng có đạo lý, nhưng trong mắt những người hiểu biết thì không khỏi có chút buồn cười. Khương Vọng không để bụng, kiến thức của hướng Tiền uyên bác hơn ta nhiều, lại còn có một sư phụ chân nhân vô địch, truyền thừa hiển hách như vậy, tầm mắt của y sẽ không hạn hẹp ta nghĩ hẳn y cũng biết chuyện này đúng không đúng vậy khương yểm thở dài có lẽ là vì sau đó ngươi có nhắc đến tên béo làm hắn rung động có lẽ là vì hắn cũng cần một lý do để thuyết phục chính mình về điểm này khương vọng nghĩ ra được thì khương yểm cũng nghĩ ra được nhưng gã cố ý nhảy ra chỉ điểm sai lầm trong ngôn ngữ của khương vọng vốn cũng không đơn thuần là sửa đúng cho khương vọng mà chỉ vì bẫy ra giá trị mà thôi Khương Vọng chỉ ra hẳn hướng tiền cũng biết chuyện này, đó là nói cho Khương Yểm, ta đã biết tâm tư của ngươi, cũng đã tiếp nhận lấy lòng, có thể yên tâm. Tất nhiên Khương Yểm cũng ngầm hiểu trong lòng lại bắt đầu cảm khái. Quan hệ giữa bọn họ rất phức tạp, cộng sinh cùng tồn tại, lại kiên kỵ đề phòng lẫn nhau. Khương Vọng lại hỏi, Bạch Quốc Tà Thần đã là tồn tại vượt qua tuyệt đỉnh siêu phàm ở U Minh, vậy hắn ta nhiều lần giáng thế là vì cái gì? Ta chỉ biết, hắn ta muốn trở thành thần linh hiện thế nhưng ta cũng không rõ điều này có ý nghĩa gì với hắn cũng không rõ sự khác nhau giữa thần linh hiện thể và thần linh u minh nhưng có lẽ đây là phương thức để hắn ta càng tiến thêm một bước khương yểm nói ta nghe giáo đồ bạch cốt từng nhắc đến thời đại bạch cốt nhiều lần nó đại diện cho cái gì giống như thời đại nhất chân thời đại phi kiếm không có liên hệ với bạch cốt tà thần giáng thế hay không Vừa hỏi ra vấn đề này, trong lòng Khương Vọng đã nghĩ đến, có lẽ khai sáng thời đại Bạch Cốt chính là phương pháp trở thành thần linh hiện thế. Mà thần linh hiện thế là tồn tại càng tiến thêm một bước so với thần linh u minh. Đương nhiên, hắn vẫn chưa nói suy nghĩ này với Khương Yểm. Có lẽ chỉ có chờ thời đại này thật sự buông xuống, chúng ta mới có thể hiểu rõ được, Khương Yểm thở dài. Rất hiển nhiên, Khương Yểm không muốn nói quá nhiều đến Bạch Cốt tôn thần. Ngươi có hiểu biết gì đối với huyền không tự không? Khương vọng chuyển đề tài. Hiếm khi hôm nay Khương yểm bằng lòng thể hiện, hắn cũng không ngại đào thêm một ít tri thức ra. Thánh địa Phật tông phía đông, một tông môn cực kỳ cổ xưa, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nếu không phải ngươi đã có được tước vị do tề quốc sách phong, nói không chừng hiện tại đã bị bắt đến huyền không tự quy y. Huyền không tự có truyền thống cưỡng ép thu đồ đệ. Vậy thì không phải. Nhưng mà, đối với những thế lực cường đại có ý đồ không rõ kia, trước khi trưởng thành thì tốt nhất chúng ta vẫn nên kính trọng mà không thể gần gũi. Có lẽ cảm thấy hôm nay đã nói đủ nhiều, Khương Yểm buông ra câu này xong thì không muốn nói nữa, tự động phong bế Minh Chúc trở về với im lặng, chỉ để lại một mình Khương Vọng cân nhắc bí quyết, đố hỏa. Hắn lại thầm nghĩ, lúc trước khi lão tăng mặt vàng khổ giác kia xuất hiện, Khương Yểm trở nên rất thành thật. Có phải bởi vì? Hắn có khả năng bị phát hiện khi đứng trước mặt loại cường giả trình độ này. Ở hiện thế, quốc tông vốn đều phát triển, mạnh yếu cũng không đồng nhất. Có quốc gia chứa rất nhiều tông môn, cũng có tông môn khống chế rất nhiều quốc gia. Làm tông môn đỉnh cấp đông vực thậm chí là trên cả thiên hạ, địa bàn của Huyền Không Tự thật to lớn, không thua gì quốc gia bình thường. Chỉ là đa số những nơi đó đều bị trận pháp che giấu, phần hiện ra trước mặt thế nhân, thông thường chỉ là bộ phận thế tục tự như ở vân quốc xé mở vòng trời thì nhìn thấy lăng tiêu cát sơn môn thật sự của huyền không tự càng khó tìm bình thường rất khó gặp được khổ giác cùng thế hệ với phương trượng đương đại nên đương nhiên là quay lại tự nhiên trực tiếp lướt qua phật trận cực mạnh tránh đi tầng tầng canh phòng bước vài bước vào huyền không tự chủ thể trung tâm của huyền không tự cũng như cái tên của nó là một ngôi chùa lơ lửng treo trên không trung chỉ có tháp này là vô cùng to lớn cao không biết mấy ngàn trượng rộng lên đến chừng mấy mươi dặm, người đứng bên dưới căn bản không có khả năng nhìn thấy được giới hạn. Nếu không có các hòa thượng che giấu, chỉ sợ người ở Bắc Phật liếc nhìn một cái là thấy được ngôi chùa này. Mà quay chung quanh ngôi chùa trên không này có số lượng bảo tự trôi nổi nhiều như rừng. Tại thánh địa Phật Tông phía đông, tất cả các loại bảo tự đều treo lơ lửng trên không, quả thực là kỳ cảnh. Nhưng mà điều thật sự làm người sáng suốt kinh ngạc cảm thán là nằm ngay sự khác biệt này, trong toàn bộ thánh địa Phật tông phía đông này, có thể cảm nhận được dao động đến từ trận pháp từ tất cả bảo tự trên không, chúng có thể lơ lửng đều là nhờ vào pháp lực thần thông của các hòa thượng. Chỉ có tòa Huyền Không tự ở trung tâm kia là không có một chút dao động trận pháp nào cả. Nói cách khác, sở dĩ một ngôi chùa to lớn hùng vĩ như thế có thể lơ lửng, hoàn toàn dựa vào bản thân nó. Đây là kỳ quan ghê gớm đến cỡ nào. Nguyên liệu kiến tạo nên ngôi chùa này toàn là Huyền Không thạch cực kỳ trân quý ngày trước khi mới vừa lập tông, nghe nói đã dùng hết huyền không thạch trong thiên hạ, mới xây thành ngôi chùa này. Khắp thiên hạ chỉ có ngôi chùa này, không còn cái nào khác. Khổ giác trực tiếp vọt vào trong chủ tự, cũng không tiếp đón ai mà đi thẳng đến một góc, có vẻ cực kỳ lén lút. Khổ giác. Chợt có một tiếng trống vang lên. Tiếng trống này to như chung lớn hoàng chung, chấn đến mức lỗ tai người ta phát điếc. Tất cả các tăng nhân đi ngang qua đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ theo bản năng bước đi càng nhanh hơn chứng tỏ sự bất an trong lòng bọn họ khổ giác khó chịu mà móc móc lỗ tai quay đầu lại nhìn qua kêu xuân đấy à người gọi khổ giác ngừng lại cũng là một lão tăng chỉ là so với lão tăng mặt vàng khổ giác thì lão ta càng gầy một ít quả thực gầy thành da bọc xương cả người giống như một bộ xương khô khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ nghe thấy câu trả lời của khổ giác lão ta trừng to đôi mắt lập tức trở nên càng dọa người đứng ngay trước mặt nhiều đệ tử mà ngươi có thể nói chuyện hoang đường như thế sao một người khô gầy như vậy mà trong thân thể lại như cất giấu sức mạnh vô tận mỗi một tiếng nói đều như dùng hết toàn lực mà trống giận càng nói càng thái quá khổ bệnh khổ giác lộ ra dáng vẻ tức giận chẳng lẽ ngươi còn muốn âm thầm gọi cho ta nghe thì ra lão tăng gầy thành da bọc xương này lại là thủ tọa của hàng long viện khổ bệnh được xưng là thủ tọa có chiến lực đệ nhất trong số các viện. Nhưng đối mặt với khổ giác, lão ta có sức mà không có chỗ dùng, cũng không thể đứng trước mặt đám đệ tử mà đánh một trận nội chiến, đúng không? Lão ta hung hăng trừng mắt nhìn chung quanh một cái, một loạt tăng chúng sợ tới mức nhanh chóng tản ra. Sau đó mới tiếp tục lấy âm lượng, kêu, để khuyên, nói thế nào ngươi cũng đã cao tuổi như thế, ngươi không nên không đàng hoàng mãi như vậy được. Ngươi cũng già lắm rồi biết không hả? đừng có đi ra mà dọa người khổ giác trợn mắt nhìn lão ta không biết còn tưởng rằng huyền không tự chúng ta túng quẩn đến mức nào gầy như quỷ vậy đó bộ bỏ đói chết ngươi hay sao hả khổ bệnh bị lão chặn họng á khẩu không trả lời được chỉ rầu rĩ kêu lên phương trượng sư huynh bảo ngươi đến gặp phương trượng sư huynh thần thông cái thế còn cần ngươi truyền lời sao nhiều chuyện khổ giác bày ra về mặt bất mãn lúc này các tăng nhân khác đều đã tan hết Trước cuộc khổ bệnh cũng nhịn không được, giận dữ hết, vậy ngươi cũng đừng làm bộ không nghe được tiếng lòng của phương trượng sư huynh mãi như thế. Trực tiếp đưa tới trong lòng ngươi, ngươi cũng có thể chối đẩy nói nghẽn ngã nghe không rõ. Sao ngươi cứ nóng nảy như vậy hả? Phật môn là nơi thanh tịnh đó. Khổ bệnh không nói, chỉ nghiến hàm răng đến vang lên kẻo kẹt. Ai khổ giác lại cảm thán, răng của ngươi thật tốt khổ giác, khổ bệnh hô hấp thật sâu vài lần, sau đó dùng thanh âm to lớn vang dội nhưng cố gắng ôn hòa nói, có lẽ nhiều năm chúng ta không có thi đấu luận bàn, chọn ngày chỉ bằng nhầm ngày, không bằng thử xem. Được rồi, được rồi, tay già chân yếu hết rồi, còn cứ muốn động tay động chân. Không sợ không cẩn thận bị trật gân cốt hay sao? Thấy khổ bệnh thật sốt ruột, khổ giác vỗ vỗ mông bỏ đi, nếu phương trượng sư huynh không thể thiếu ta như vậy, vậy ta đi xem hắn có thỉnh cầu gì? Ai, ngươi đi theo ta làm gì? Hàng Long viện rảnh như vậy à? Nếu ngươi không muốn quản thì ta giúp ngươi quản cho. Nhưng mà tiếp đó bất kể khổ giác nói cái gì, khổ bệnh cũng chỉ không hé răng đi theo. Nếu lão chuyển hướng, khổ bệnh sẽ chặn kín đường đi. Trong lòng biết thật sự không tránh được, khổ giác rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi về hướng thiền thất của phương trượng. Ta đi vào. Ta đi vào thật. Ngươi đừng đi theo được không hả? Phương Trượng sư huynh có chuyện quan trọng phải nói với ta. Ngươi chỉ là một thủ tọa hàng Long viện. Cuối cùng khổ bệnh cũng đi theo khổ giác vào thiền thất của Phương Trượng. Khổ mệnh là một đại hòa thượng béo tốt mang khuôn mặt đau khổ, trông vạm vỡ hơn khổ giác, khổ bệnh gấp 2 3 lần. Đặc biệt so với lão tăng mặt vàng khổ giác và hòa thượng khô gầy vẻ mặt có bệnh khổ bệnh thì trông có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, nhìn cứ như mới hơn 40 tuổi. Chỉ là biểu cảm trên mặt thật bi thảm phản phất như chịu oan khuất vào mọi thời khắc, ngay cả kia hai hàng bạch mi có thể thể hiện năm tháng cũng quể oải yểu siêu gục xuống. Khổ giác sư đệ khổ mệnh rất phát sầu mà nói, lần vân du này của ngươi như thế nào? Sư huynh yên tâm. Khổ giác lập tức mặt mày hớn hở lên, ta đã thu thêm một tuyệt thế giai đồ. Thời trẻ sư phụ đã tính duyên pháp cho ta, nhất định là ứng nghiệm ở đây. Trong trận so tài trăm năm tiếp theo, nhất định sẽ khiến đám lừa trọc tu di sơn kia đẹp mặt hòa thượng mà mở miệng mắng lừa trọc rốt cuộc là có tật xấu gì sắc mặt khổ mệnh càng sâu ngay cả cái đầu trọc kia cũng có vẻ mây đen khó tan nhưng khổ bệnh đứng bên cạnh thình lình kêu lên tuyệt thế giai đồ thì cũng không cần huyền không tự chúng ta không hai lớp đệ tử nhân tài đông đúc chỉ là đệ tử có chữ lót tịnh nhân khẩu thưa thớt mấy vị thủ tọa đều không được nhàn rỗi ngươi thu đồ đệ để gom đủ số đi cái gì mà gom đủ số khổ giác nhảy đến thật cao khổ giác này thu đồ đệ không phải tuyệt thế giai đồ thì không thu sao có thể chỉ là góp đủ số nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha